chương 601. Bất cứ chiến sĩ nào đều có sức rất khẽo cộng với đấu khí rèn luyện thân thể, có ai còn theo đuổi thân thể. Chỉ cần đấu khí bùng nổ cao hoặc có đủ đặc điểm là đủ rồi. Chỉ cần đấu khí đủ mạnh thì thân thể sẽ rèn luyện đấu khí càng tốt hơn, bởi vậy thân thể chiến sĩ huyết mạch là mạnh nhất từ trước đến nay. Ngón tay. Khống chế ngón tay nhúc nhích một chút. Càng kinh có thể hơi run run nhưng ngón tay vẫn không có phản ứng gì, cảm giác bị phong ấn như ngâm du thi nhân nói. Một phút, mười phút, nửa canh giờ. Càng kinh trong trạng thái cực kỳ khó chịu và phải tập trung tinh thần khống chế thân thể hoạt động, hắn phát hiện khó khăn hơn hỏa sơn dược tệ gấp trăm lần. Một canh giờ, rốt cuộc thân thể càng kinh trở lại nhờ cũ, tay chân nằm trong vòng khống chế của mình. Suốt thiết khắc cơ hồ không có tiến triển gì trừ hơi nhúc nhích được. Ghi nhớ cảm giác đó, có rảnh hãy mô phỏng trạng thái thân thể để mình tiến vào trạng thái kia rất tốt cho huấn luyện âu lạp lạp nghiêm túc suy nghĩ lắc đầu nói nhưng người ngu như vậy chắc không làm được càng kình nhe răng có thể làm ra biểu tình cười khổ không lưng cúi đầu rồi xoay người đi ra ngoài cửa đúng rồi âu lạp lạp nhướng mày nói muốn tìm âu lạp khắc xem thường thần bí dược tề vĩ đại sao có chuyện gì không đến hỏi ta mà đi tìm tên vô dụng Âu Lập Khắc. Âu Lập Khắc lão sư là vô dụng. Càng kinh gãi sau gáy, vẻ mặt rầu rĩ nhìn Âu Lập Lạp. Trên đời này chắc chỉ có bố lai khắc đại thúc là không phải vô dụng trong mắt Âu Lập Lạp lão sư. Ta tìm Âu Lập Khắc lão sư hỏi vấn đề liên quan đến đấu giới. Càng kinh thở dài, bất lực nhìn Âu Lập Lạp. Tuy Càng kinh không biết Âu Lập Khắc lão sư mạnh cỡ nào nhưng kém nhất cũng là cường giả nhập thánh, có lẽ nghiên nghiên cứu về đấu giới đấu giới Âu Lập Lạp đặt ống nghiệm xuống hai tay khoanh trước ngực nâng đồi núi giấu dưới trường bào mặt đầy hứng thú cười hiếp mắt Âu Lập Lạp hỏi đấu giới chẳng phải là đấu quả và đấu khí dung hợp sinh ra sao nói đến thì đấu quả chỉ là một loại tài liệu thần bí dược tề người có vấn đề gì chẳng bằng hỏi ta tên vô dụng Âu Lập khác đánh nhau còn được chiếu chuyện khác Âu Lập Lạp đặt tay lên môi ngẩn trần cổ trắng mềm phát ra chuỗi tiếng cười kiêu ngạo quái dị. Ô! Ha 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 ha! Nói đi, đấu giới có vấn đề gì? Cái này! Càng kinh gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu nói. Thật ra ta muốn cưỡng ép mở ra đấu giới của người khác trong khi chủ nhân không đồng ý. Càng kinh nói xong cúi đầu chờ nghe Âu Lạp Lạp trống to như hỏng ốc, ngu ngốc, ngu như heo. Trước giờ từng có ai có thể cưỡng ép mở ra đấu giới của người khác cưỡng ép mở ra đấu giới của người khác à ngươi quả nhiên có chút thiên phú học thần bí dược tề mắt âu lạp lạp lóe sáng như trời sao cười tủm tỉm liên tục gật đầu nói khá rất khá là một thần bí dược sư điều cần làm đầu tiên chính là dám nghĩ giống như đám ngốc dược sư không dám suy nghĩ thì còn có ích gì càng kinh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn âu lạp lạp càng kinh vốn tưởng lão sư chửi hắn ngu ngốc vọng tưởng ai ngờ được khen khích lệ muốn có lời khen từ lão sư thần bí dược tề rất khó khăn ở chung bao nhiêu năm nay càng kình đếm hết một bàn tay số lần được khen ngược lại số lần bị chửi ngu si càng kinh nghĩ có nhổ trọc đầu cũng chưa đủ số lần bị lão sư âu lạp lạp trang dậy muốn cưỡng ép mở ra đấu giới của người khác đó là bước đầu tiên chắc ngươi có thể mở rộng tư duy hơn phải dám nghĩ âu lạp lạp nhảy lên một băng ghế cao đôi chân thon dài dưới trường bào lắc nhẹ nói Bây giờ ngươi chưa dám nghĩ, phải nghĩ nhiều, cái gì cũng dám nghĩ mới là tố chất của thần bí dược sư thật sự. Dám nghĩ nhiều. Còn phải nghĩ như thế nào? Càng kinh ngạc nhiên nhìn Âu Lạp Lạp. Càng kinh có đọc rất nhiều sách trong càng gia, tính ra thì hắn là loại người dám nghĩ nhưng đến trước mặt lão sư thần bí dược sư Âu Lạp Lạp thì biến thành kẻ không dám nghĩ. Không lẽ cách nghĩ mở đấu giới của người khác vẫn chưa đủ? Càng kinh nhếch môi hỏi còn phải nghĩ cướp đấu tâm của người khác mới đủ sao mắt âu lạp lạp vốn sáng ngời lúc này tỏa ra ánh sáng mạnh hơn cả ma pháp bạo quang minh trong truyền thuyết trong phút chốc không gian như có hai mặt trời bàn tay trắng mềm nhẹ vỗ vào nhau phát ra một chuỗi tiếng vỗ tay vui vẻ bóp 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 bóp, bóp. quả nhiên vẫn có một số thanh niên thần bí dược sư có tương lai âu lạp lạp liên tục gật đầu cười khen bắt đầu dám nghĩ rồi nhưng chưa đủ ngươi nên tìm cách cướp đấu hồn hồn vực của người ta. Càng kinh không biết nên nói cái gì nhìn Âu Lạp Lạp. Không uổng là thần bí dược sư từng nói điều chế ra dược tề khiến heo có thể thành thần, há mồm đã kêu cướp đấu hồn, hồn vực của người ta. Ngươi cho rằng đấu hồn, hồn vực của người ta là cái gì? Kẹo mút trong tay con nít ven đường sao? Bảo cướp là cướp được. Thật ra chỉ là đấu giới. Hai tay Âu Lạp Lạp chống mép ghế rướng tới trước nhảy xuống đất, nghênh ngang đi hướng một đống thiết bị thực nghiệm, vẻ mặt hờ hững âu lạp lạp nói đấu giới là cái gì ngươi có biết không đấu giới là cái gì càng kình bật cười đấu giới là cái gì nó tương đương với nghe đồn không gian giới chỉ của ma pháp sư là không gian trữ vật đặc biệt thuộc về chiến sĩ không gian rất thần kỳ trong thế gian nó sẽ biến đổi theo thực lực cường giả sở hữu đấu giới ngu ngốc vẻ mặt âu lạp lạp không hài lòng ngộ tính của càng kình lắc đầu nói Đấu giới là cái gì? Đấu giới đến như thế nào? Đầu tiên nó cần một đấu quả đúng không? Người ngoài nghĩ đấu quả là môi giới nhưng ở trong mắt thần bí dược sư thì nó là thứ gì? Tiếng chất vấn không cao nhưng lọc vào tai càng kình như sấm đánh, trong đầu sẽ qua tia sáng. Bất cứ vật ba mã nào chỉ có hai loại giá trị trong mắt thần bí dược sư. Một loại, có thể trở thành tài liệu thần bí dược tề. Loại thứ hai, không thể trở thành tài liệu thần bí dược tề. Đấu quả ở trong mắt thần bí dược sư chỉ là tài liệu, dù nó hữu dụng hay vô dụng thì ít nhất là một loại tài liệu. Âu Lạp Lạp từng nói ở trong mắt thần bí dược sư cường đại thật sự không có thứ gì là phế, vô dụng. Vậy thì đấu quả là một loại tài liệu trong mắt Âu Lạp Lạp. Chỉ cần là tài liệu thì có cách phá giải. Càng kinh vĩnh viễn không bao giờ quên lúc mới nhận Âu Lạp Lạp dạy dỗ, lão sư thần bí dược sư hàng trăm lần lặp lại câu này nếu không phải mấy ngày nay càng kinh quá tập trung về mặt chiến sĩ thì chuyện hôm nay không nên bị Âu Lạp Lạp nhắc mới nhớ, hắn phải tự mình nghĩ ra mới đúng. Lão sư, chẳng lẽ cảm xúc của càng kinh hưng phấn, hồi hộp nhìn Âu Lạp Lạp. Đấu giới là luật thép, dù là cường giả mạnh cỡ nào, cho dù là cường giả thức tỉnh huyết mạch chung cực, cường giả huyết mạch tinh linh vương có thể vận dụng ma pháp khiến thần trong truyền thuyết phải ghen tị, tất cả khi đối mặt đấu giới của người khác đều chịu bó tay. Chẳng lẽ? Không có chẳng lẽ? Âu lập lập chấp hai tay sau lưng thông thả đi tới, nói. Sự thật là dù ngươi tìm Âu lập khắc, đánh bao nhiêu lôi đại thì hắn không có cách nào giải mở đấu giới của người khác giúp ngươi. Âu Lập Khắc rất giỏi cách giết người nhưng giải mở đấu giới thì trừ thần bí dược sư ra không ai làm được. Càng kinh cảm giác tức ngực tựa như có một hòn đá to đặt lên ngực, hít thở khó khăn. Lão sư Âu Lập Lập nói rất rõ, Đấu giới trước nay chưa từng bị mở ra trong lịch sử chiến sĩ nhưng lão sư thần bí dược sư này có cách mở nó. Tin tức này giống như kẻ trông gian xảo nhất đời đối mặt cái khóa phức tạp nhất đương thời, không thể mở ra được. Bỗng nhiên kẻ trọng nghe có người bảo, ta có thể mở ống khóa này. Căn nguyên đấu giới nằm ở đấu quả, tuy trông như nó hoàn toàn biến mất nhưng không đại biểu tất cả của nó tan biến. Nếu biến mất hết thì đấu giới từ đâu ra? Âu Lạp Lạp cười hiếp mắt nhìn càng kình, nói chỉ cần điều phối dược tề đặc biệt thì dĩ nhiên có thể khiến đấu giới hiện ra khiến chiến sĩ có đấu giới uống vào càng kinh tò mò suy đoán nhìn hướng âu lạp lạp có hai cách âu lạp lạp giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải nói một loại cho hắn uống vào loại khác đổ lên người hắn là được càng kinh đánh rùng mình cách thứ nhất đã đủ làm người ta rung động cách thứ hai nếu đến trước mộ các cường giả nói cho bọn họ biết tin chắc sẽ hù họ sống dậy từ dưới mồ thật là quá khoan đã càng kinh nhíu chặt mày sau khi các cường giả chết thì đấu giới cũng biến mất là thật sự mất đi hay đấu giới tồn tại nếu chúng nó còn tồn tại thì không phải tất cả cường giả chết tự nhiên đấu giới càng không thể mất sạch nếu rót dược tề vào thi thể những cường giả này thì có chăng ừm ta còn đang nghiên cứu cách ba Âu lập lập nghiêm túc suy nghĩ nói. Ta luôn kiên trì cho rằng sau khi chiến sĩ chết thì đấu giới còn tồn tại, về điểm này không cần xác nhận, bởi vì bản thân chúng nó còn tồn tại. Càng kinh nghi hoặc nhìn càng kinh. Ở chung với lão sư thần bí dược sư này lâu cách càng kinh tư duy cũng hơi giống với Âu lập lập, nhưng nàng lấy cái gì khẳng định sau khi chiến sĩ chết thì đấu giới sẽ tồn tại. Di tích. Âu lập lập cười tủm tỉm nhìn càng kinh, nói. Ngươi không cần đoán, Đôi khi người ta phát hiện di tích kỳ lạ, di tích hoàn toàn không giống với con người xây dựng ra. Chúng nó đến từ đâu? Chính là đấu giới. Đấu giới là di tích. Càng kình liên tục thụt lùi như bị người đạp vào ngực, đôi chân không thể khống chế liên tiếp lùi lại, mắt ngơ ngác nhìn Âu Lạp Lạp. Tin tức này quá khủng khiếp. Trước kia chỉ nghe xà hoàng bàn hoành cơ từng nói không gian đặc biệt kia là tiền bối bàn gia dùng sinh mạng và cách đặc biệt sáng tạo ra, bây giờ càng kinh thấy rất có thể là giữ gìn đấu giới. Nhưng tại sao có đấu giới trở thành di tích, có đấu giới không xuất hiện? Âu lạp lạp hờ hững nhún vai nói. Ta chưa nghiên cứu cái này. Càng kinh nhìn Âu lạp lạp, không lên tiếng, rõ ràng lão sư chưa nói hết lời. Nhưng lão nương không có nhiều thời gian nghiên cứu mở đấu giới của người chết, nếu người thấy thích thì từ từ nghiên cứu đi. Âu lạp lạp tùy tay ném một quyển bút ký dày, cực kỳ tiêu sái xoay người đi hướng đài thực nghiệm có mở ra mở đấu giới vô dụng kia cũng chẳng có gì, nghiên cứu nó chỉ tổ lãng phí thời gian lão nương sáng tạo thần. Hai tay càng kình bưng quyển bút ký dày, có cảm giác như đang cầm một ngọn núi cực kỳ khổng lồ. Thành quả như vậy mà bảo là lãng phí thời gian. Nếu đem đi chân sách hoàng triều chắc chẳng những thần bí dược sư chân sách hoàng triều, ma tộc, mang tộc điên cuồng mà nguyên chân sách hoàng triều, ma tộc, mang tộc đều điên lên. Đáng tiếc. Càng kình nhìn quyển bút ký dày trong tay, thở dài tiếc rằng Âu Lạp Lạp không có bao nhiêu hứng thú về mặt này, không nghiên cứu cách mở đấu giới của người chết, không thì. Càng kinh lắc mạnh đầu, hai tay tác mặt. Những tiền bối chết trận vì chân sách hoàng triều, ai cũng đáng giá càng kinh kính nể, đến trước mộ bọn họ đều nên cúi đầu không lưng chào. Nếu không có đám người thì có lẽ chân sách hoàng triều đã không tồn tại, ma tộc sớm thống nhất nhân loại, càng kinh có sinh ra được không còn chưa biết chừng đối với đám người đó nếu càng kinh có suy nghĩ kiếm lợi trên thi thể bọn họ thì hắn có khác gì gia tộc càng gia không để mắt đến người khác trả giá dù có nghiên cứu thành công cũng quyết không làm ra chuyện bất kính với hài cốt các tiền bối càng kinh siết chặt hai tay tuy làm như vậy sẽ bị nhiều người xem là ngu ngốc nhưng làm nam nhân chiến sĩ có một số việc có thể làm nhưng có vài chuyện tuyệt đối không làm được dù là nắm mộ cường giả ma tộc cũng không càng kinh lắc đầu bọn họ đúng là đại địch của chân sách hoàng triều nhưng họ chiến đấu vì bộ tộc bản thân là chiến sĩ đáng giá tôn kính dù là đối địch thì đó là kẻ địch đáng kính nếu chiến sĩ không sinh ra kính ý với chiến sĩ càng kinh mỉm cười khinh thường nói vậy thì sao có thể trở thành chiến sĩ vĩ đại được vô số năm qua càng gia xuất hiện vô số cường giả các loại cường giả để lại rất nhiều bút ký có nhiều tồn tại như càng chiến huyền chiến sĩ huyết mạch có khí phách lớn. Càng kinh nhẹ lật một trang quyển sách dày, thần bí dược tề vĩnh viễn không phải chỉ cần biết phương thuốc là điều chế ra được. Người ngoài nhìn thấy thần bí dược sư là đám người điên, cầm dược liệu chính họ cũng không biết là gì tổ hợp tùng lung rồi vô tình tạo ra kết quả. Trong học giới thần bí dược tề thì biết rõ thần bí dược tề đúng là cần nhiều may mắn nhưng mỗi lần thành công đều phải phân tích mới thành đạt. Bất cứ chuyện gì đều có nguyên lý nhất định, chẳng qua nhiều người khó hiểu nổi nguyên lý này. Càng kình cười khổ, ngón trỏ gãi mũi. Có khi càng kình không thể hiểu nổi những nguyên lý này là gì, bởi vậy đến hôm nay hắn chỉ mới là một thần bí dược tề học đồ. Nhưng nếu không hiểu nguyên lý thần bí dược tề thì xác suất điều chế thành công thần bí dược tề cực thấp. Tại sao như vậy? Âu Lạp Lạp không giải thích, chỉ nói, nếu như ngươi không hiểu biết nguyên lý thì thần bí dược tề sẽ không thừa nhận ngươi. Bị dược tề thừa nhận, ở trong mắt nhiều người thì đây là một trong số nguyên nhân thần bí dược sư phát điên, chúng nó chỉ là một đám dược liệu bình thường không có sự sống. Càng kinh chỉ biết rằng mỗi lần hiểu ra nguyên lý phương thuốc một dược tề thì đầu óc biến tỉnh táo hơn, dường như được cái gì công nhận, cảm giác thật khó nói rõ. Càng kinh từ từ nhai phương thuốc và tâm đắc khô khốc, gật gù. Âu lạp lạp viết rất kỹ càng nguyên lý phương thuốc dược tề thứ nhất, chỗ nào cũng giải thích đầy đủ tại sao như vậy, tại sao sinh ra phản ứng vân vân. Đào sâu vào giải thích dễ hiểu Càng kinh đọc xong đóng quyển sách lại Nhắm mắt ngửa đầu ra Nghiêm túc suy nghĩ Trong đầu càng kinh có từng chuỗi số liệu quái dị không ngừng tổ chức Dần xuất hiện đường nét chỉnh thể Hiểu rồi Càng kinh đột nhiên mở to mắt Hưng phấn bật cười Tuy những tài liệu thần bí dược tệ này không dễ có được Nhưng nếu hắn nhờ một quy vô tâm rồi lấy ra trăm vạn kim tệ Thì chắc không khó khăn gì Cách điều chế không quá khó khăn dù là thần bí dược sư học đồ như càng kinh cũng có hai phần trăm cơ hội thành công rất tốt chắc không cần chờ một tháng càng kinh nhặt quyển sách rơi trên mặt đất tiếp tục lật xem trang sau phương thuốc đổ lên thân thể mở đấu giới của người khác càng kinh nhìn đầu óc rối loạn tuy âu lạp lạp đã giải thích rõ ràng nhưng vẫn có vài điều hắn không hiểu thôi càng kinh dứt khoát đóng sách lại cách thứ hai chẳng những đầy khó khăn và có điều chế ra cũng không tác dụng gì chỉ khi chạm vào da người nó mới có hiệu quả. Chiến sĩ cường đại ai không là đấu khí ngoại phóng. Dược thủy chưa dính vào da đã bị đấu khí hộ thể ngoại phóng ngăn cách bên ngoài, trừ phi có loại dược tệ ăn mòn đấu khí hộ thể nhưng tác dụng không lớn. Phá mở đấu khí hộ thể. Càng kinh cười khổ lắc đầu, mỗi một loại đấu kỹ hộ thể có thứ tự đấu khí khác nhau, cách giải mở càng rắc rối đến mức choáng váng mặt mày. Nếu không biết thứ tự đấu khí của người đó thì càng không biết nên bắt tay vào đâu. Đấu kỹ đấu khí trong thiên hạ đâu chỉ hàng trăm. Mỗi loại đấu kỹ đấu khí đều giữ kín, muốn lấy đến còn khó hơn cả chém đầu đại ma vương bệ hạ hiện nay. Còn ngẩn ra đó làm gì? Âu lập lập vung trường bào động thùng thình, nói. Đọc sách có thể thành thần tượng sao? Không có năng lực hành động thì chỉ là rác rưởi. Càng kinh cẩn thận đặt quyển sách vào giá sách hậu viện, bước nhanh vào trong gian phòng tối trong sân. Càng kinh lần đầu tiên điều chế thực nghiệm thần bí dược tề phá mở đấu khí trên cái bàn đầy ống dụng cụ. Thêm chút ách vận thảo. Âm 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 âm. Vàng tiếng nổ điếc tai. Càng kinh đẩy mở cửa gỗ lao ra ngoài cùng với luồng khói đặc, ho khang liên tục như trống trận trên chiến trường. Càng kinh thở ra, liên tục lắc đầu không biết nên nói gì. Nếu không phải phong vân kim thân chớp mắt đạt đến đỉnh, ý thức đấu tâm điều động lực lượng bốn phía thì vụ nổ đã đưa hắn ra khỏi vô tận thế giới rồi dù phòng thủ hết nhưng càng kình vẫn bị chấn thương nhiều chỗ may mắn ở trong vô tận thế giới càng kình nhìn phòng thí nghiệm ngập khói khẽ thở dài nếu là trong chân sách hoàng triều e rằng phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày thần bí dược sư càng kình đi vào phòng thí nghiệm hoang tàn nhìn thiết bị thực nghiệm sau vụ nổ đã thành phế phẩm càng kình lắc đầu nói Đúng là chức nghiệp đầy nguy hiểm, không biết khi nào sẽ mất mạng. Càng kinh dọn dẹp phòng thí nghiệm, lấy bộ thiết bị mới từ nhà kho, chuẩn bị tài liệu, lại thực nghiệm. Âm 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 âm. Âm 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 âm. Âm 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 âm. Càng kinh lần lượt ra khỏi phòng thí nghiệm đầy khói đặc rồi lại chuẩn bị xong mọi thứ, tiếp tục thực nghiệm. May là trong vô tận thế giới cho ta hoang phí xa xỉ thế này tăng mức độ quen tay nếu ở trong chân sách hoàng triều chắc đủ khiến nghiệp đoạn cả thành thị phá sản. Nghe thần bí dược sư chẳng những nguy hiểm và tiêu hao kim tệ kinh khủng. Nếu không có vô tận thế giới thì càng kinh nghi ngờ cho dù hắn có gặp lão sư thần bí dược tệ học cũng chưa chắc dám theo học, đây là tiêu hao cả thân thể lẫn kim tệ. Gần 16 canh giờ điều chế thần bí dược tệ, khoảng cách mỗi lần nổ kéo ngày càng dài. Tuy càng kinh chưa điều chế thành công thần bí dược tệ nhưng đúng là tiến bộ không nhỏ đã đến giờ, càng kình ra khỏi vô tận thế giới, bỏ mũ ma pháp vào đấu giới. Càng kình bước ra khỏi phòng thẳng hướng chỗ Mộc Quy Vô Tâm. Tiểu tử, đến sớm thật. Mộc Quy Vô Tâm cười hiếp mắt nhìn càng kình đi vào phòng. Mộc Quy Vô Tâm hỏi. Có nghĩ ra cách nào không? Nếu không được thì chờ tên lôi địch trở về, tiểu tử kia có chút quan hệ với Hắc Long về chân sách Hoàng Triều. Những người đó chẳng những biết giết người mà còn rành về tra tấn càng kinh hơi bất ngờ. Lôi địch đại thúc còn quen cả Hắc Long vệ. Hắc Long vệ là đội quân đặc biệt chuyên dụng của hoàng tộc, chẳng những có sức chiến đấu rất mạnh còn phụ trách thu thập tình báo, công tác xúi dục vân vân. Trong đó chức năng nổi tiếng nhất của Hắc Long vệ là Hắc Long ngục. Đồn rằng chiến sĩ, ma võ sĩ, dũng sĩ mang tộc kiên cường cỡ nào vào đó rồi là không ai không khai. Không bao nhiêu người sống sót nâng ra ngoài, đi vào trong ấy không chết cũng lột da thật sự không cần. Càng kinh cười tủm tỉm nhìn là cơ lôi ở trong phòng, hai tay hai chân trật khớp còn bị trói lại. Ta có cách của mình, rất nhanh, rất nhanh sẽ được. Là cơ lôi nhìn nụ cười của càng kinh, cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Nụ cười kia thật bình tĩnh tạo cảm giác nắm chắc trong tay. Không lẽ, hắn có thể mở đấu giới của ta? Là cơ lôi nhíu chặt mày suy nghĩ. Đấu giới là thứ chỉ bản thân mình muốn mới mở được, nếu không thì dù là cường giả thức tỉnh lực lượng huyết mạch chung cực cũng không cách nào mở ra đấu giới của người khác mới đúng. Đại thúc, lại giúp ta một việc đi. Càng kinh đặt tay sau lưng một quy vô tâm đẩy hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo ra khỏi phòng. Càng kinh nhỏ giọng nói. Chút nữa ta sẽ cho người một danh sách tài liệu và một trăm vạn kim tệ. Hãy thông qua con đường chiến bảo chúng ta chia ra nhiều chỗ bí mật mua mớ tài liệu này dùng. Một trăm vạn kim tệ. Một quy vô tâm nghi hoặc nhìn càng kinh. Hắn muốn làm cái gì? Rèn vũ khí đỉnh giai sao? Nếu càng kinh thật sự rèn vũ khí đỉnh giai thì một trăm vạn kim tệ không đủ mua tài liệu. Tài liệu hồn binh của lôi địch mỗi một cái thấp nhất cần trăm vạn kim tệ. Ừm. Mua chút đồ. Đồ gì mà mắc như vậy? Cần đến một trăm vạn kim tệ. Cái này. Càng kinh gãi đầu, buồn đầu nên giải thích như thế nào cho dễ hiểu. Ta định. Làm một ít thần bí dược tề. Thần. Thần bí dược tề. Một quy vô tâm sặc nước miếng. Đây là lúc nào rồi còn làm thần bí dược tề. Tiểu tử này rảnh rỗi sinh nông nổi quá vậy. Đương nhiên một quy vô tâm chỉ lén nói thầm, mấy ngày nay càng kình tùy tiện làm ra chuyện nào cũng khiến người giật mình rất trong mắt. Rồi rồi, thần bí dược tề là một trăm vạn kim tệ gì? Một quy vô tâm làm vẻ mặt yếu siêu. Thần bí dược tề mở đấu giới gì, mở đấu giới. Câu nói rơi vào tai Mộc Quy vô tâm, vẻ mặt gã nghi hoặc lặp lại một lần sau đó nhảy cẩn lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Mộc Quy vô tâm thô giọng hét. Khoan, ngươi nói là dược tề mở đấu giới của người khác. Tạo ra. Thần bí dược tề mở. Đấu giới của người khác. Mộc Quy vô tâm ngơ ngác nhìn càng kinh. Tiểu tử này có biết hắn đang nói gì không? Đấu giới. Mở đấu giới của người khác huyết mạch đọa lạc thiên sứ đều không thể mở ra đấu giới của người khác, càng kinh làm được sao? Càng kinh nhẹ lắc đầu, thở dài. Càng kinh biết ngay nếu nói ra sẽ hù hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo giật mình, hắn nghĩ một quy vô tâm tiếp xúc với hắn không chỉ một, hai ngày, nhiều ít miễn dịch ai ngờ vẫn bị hù. Thôi. Càng kinh nhún vai. Càng kinh là thần bí dược sư nghe Âu Lạp Lạp lão sư nói câu này cũng hết hồn, dĩ nhiên không giống như một quy vô tâm trừng muốn rất trong mắt. Ngươi còn có thể nói câu nào khủng khiếp hơn không? Ngươi còn có thể nói câu nào khủng khiếp hơn không? Một quy vô tâm trận to mắt ốc bưu, râu quai nón bao miệng, môi mấp máy, hai bàn tay to chống hông. Tin tức này quá dữ, so với chiến sĩ bình thường vác đao đi bên hoàng tộc lộ Tây Pháp chém đầu Âu Lạp khắc bệ hạ thuận tiện mang về chân sách hoàng triều còn khủng hơn. Làm một quy vô tâm không thể bình tĩnh là biểu tình vô tội của càng kinh trong càng kình như không phải đang nói tin lớn ngạc nhiên đến các vì sao rớt xuống đất mà như đang thảo luận chiều nay ăn cơm gì ngươi làm bộ bí ẩn hồi hộp chút không được sao không được sao một quy vô tâm thở hổn hển trừng càng kình vẫn không thể tin đây là sự thật nhìn vẻ mặt càng kình bình tĩnh thế này một quy vô tâm không thể không tin người một quy vô tâm đặt hy vọng cao tương lai kế thừa hồng lưu chiến bảo không có vẻ gì là nói đùa vậy đấy nhờ đại thúc giúp càng kinh cười xoay người nhẹ nhàng bước ra ngoài hồng lưu chiến bảo càng kinh là đệ tử chiến sĩ chiến tranh chinh phạt học viện nếu hắn đã trở về thì nên sớm đi học báo danh bản bách chiến liên quan đến tài nguyên vậy thì không có gì để nói đánh càng kinh nhảy lên xe ngựa bích lạc đã ngồi chờ giật dây cương xe ngựa lăn bánh di chuyển ra ngoài thành càng kinh dựa vào thùng xe nhìn lên trời nếu hiệu trưởng isa làm ra bản bách chiến này dù là đấu kỹ hay đấu thạch danh ngạch sau này rèn luyện đều dính dáng đến nhau thì càng kình là đệ tử dĩ nhiên phải đánh điều thấp khinh thường bản bách chiến càng kình biểu môi càng kình không phải những nhân vật chính trong câu chuyện của ngâm du thi nhân rảnh rỗi giả bộ điều thấp chờ người ta đạp lên khinh thường bản thứ hạng trong học viện bản bách chiến liên quan đến danh sách tài nguyên càng kình duỗi hai tay ra thả lỏng khớp xương thân thể không biết trong vũ hội tối hôm qua về bất hoang xếp thứ 40 trong bản bách chiến chiến sĩ hệ bị đánh bại thì bây giờ hắn xếp vị trí thứ mấy? Thay thế về bất hoang đứng hạng 40 hay là? Càng kinh gãi đầu, không suy nghĩ vấn đề liên quan chế độ chiến tranh chinh phạt học viện nữa. Chỉ cần vào chiến tranh chinh phạt học viện, gặp hiệu trưởng Isa thì càng kinh sẽ nhanh chóng hiểu làm như thế nào. Ủa? Càng kinh điều chỉnh tư thế ngồi nhìn một đại đội chiến sĩ mặc giáp sáng tỏ từ xa đi tới, tay cầm các loại vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc đầy sát khí địch ý liếc mỗi người đi trên đường làm như bên trong có ma tộc hóa trang lẻn vào thành thì vậy sát ý lộ ra ngoài càng kinh nhíu mày nhìn chầm chầm đội chiến sĩ thủ thành bên cạnh sao những người này bỗng nhiên căng thẳng như vậy một chiến sĩ đi ngang qua bên cạnh càng kinh bỗng dừng bước đánh giá hắn ngồi trên xe ngựa chiến sĩ chỉ chiến đao hướng càng kinh quát ngươi xuống dưới nhận kiểm tra Tay càng kinh chống càng xe nhảy xuống xe ngựa, đứng trước mặt chiến sĩ thủ thành nhận kiểm tra. Là con dân chân sách hoàng triều phối hợp chiến sĩ thủ thành kiểm tra là nằm trong luật pháp của quốc gia. Chiến sĩ thủ thành vẽ mặt cục càng đánh giá càng kinh, người thường bị nhìn chầm chầm sẽ tránh né vậy mà hắn lại suy nghĩ vẫn vơ. Tên là gì? Người ở đâu? Càng kinh nghe chiến sĩ thủ thành hỏi chuyện, thấy nhức đầu, sớm biết như vậy khi chọn xe ngựa ra cửa hắn sẽ lựa xe ngựa có tiêu chí Hồng Lưu Chiến Bảo chắc sẽ bớt đi rắc rối. Càng Kinh, chiến sĩ của Hồng Lưu Chiến Bảo, hiện đang đi học trong chiến tranh chinh phạt học viện. Càng Kinh, Hồng Lưu Chiến Bảo kia. Một đội trưởng chiến sĩ đi đầu đội ngũ, cao một thước 85, sức lực mạnh khỏe, già năm vẻ mặt nghi hoặc cộc cằn xoay người đi về. Đội chiến sĩ tiếp tục tìm tòi, sâu trong mắt lóe qua địch ý lạnh băng. Làn da càng kinh nhạy cảm nhận ra địch ý Thắc mắc tại sao đám người lạ mặt này bỗng nhiên phát ra địch ý Ngươi là càng kinh Mắt chiến sĩ đội trưởng đầy địch ý đánh giá càng kinh từ trên xuống dưới Đây chính là càng kinh đắc tội thiếu gia của thành chủ Đắc tội thiếu gia chúng ta tại Vĩnh Lưu Thành chính là tác mặt thành chủ đại nhân Tác mặt thành chủ đại nhân là khinh thường lực lượng chiến sĩ chúng ta bảo vệ quanh thành chủ đại nhân Chúng ta nghi ngờ thám tử ma tộc lẻn vào trong thành, bây giờ đang tìm tòi chiến sĩ đội trưởng chỉ chiến đao vào thùng xe ngựa của càng kình nói bây giờ nghi ngờ bên trong dấu thám tử ma tộc muốn kiểm tra thám tử ma tộc vẻ mặt càng kinh ngạc nhiên nhìn chiến sĩ đội trưởng tuy có vẻ chiến sĩ đội trưởng đầy địch ý với càng kình nhưng trong giọng nói không có gì là giả dối chẳng lẽ tối hôm qua lộ tây pháp lưu thủy lén ra ngoài tra xét địa hình vĩnh lưu thành hay nàng làm cái gì đó lộ hết mọi chuyện nếu thật sự như vậy thì cần sớm đưa Mỹ ma này đi. Hai chiến sĩ vóc dáng vạm vỡ như sói như hổ nhào lên xe ngựa, một cước thô bạo đá cửa xe, rút chiến đao ra khỏi vỏ phát ra tiếng ma sát chói tai. Ánh nắng chiếu thân đau lóe tia sáng lạnh lẽo bắn vào bích lạc ngồi trong xe ngựa. Càng kinh nhìn biểu hiện của chiến sĩ thủ thành, nhíu mày. Chỉ là điều tra chứ không phải xét nhà, bọn họ cần gì làm như vậy? Xe ngựa có thù với các ngươi sao? Đá mạnh vậy lỡ đạp hỏng thì các ngươi có bồi thường không? Ước hàng đội trưởng, nơi này có một người không biết là người hay ma Chiến sĩ thủ thành cầm chiến đao vẽ mặt nanh tranh trừng bích lạc đội mũ ma pháp hoàn toàn che giấu mình À, phải không? Ước hàng vung tay, binh sĩ sau lưng gã xoay quanh một vòng tròn bao vây xe ngựa Hai chiến sĩ thủ thành sau lưng đeo ngạnh nổ lấy nổ xuống kéo căng hai mũi tên lạnh băng tràn nập vết chốc tập trung vào xe ngựa tư thế sẵn sàng bắn chết nếu bích lạc có ý định chống cự. Càng kinh nhìn chiến sĩ xung quanh, nhẹ gật đầu. Dù đứng ở lập trường đối địch hay mọi người cùng là chiến sĩ thì thấy tiểu đội này phối hợp rất ăn ý, đao thuẫn thủ tản ra che hai xạ thủ dụng nổ hình thành tuần hoàn công thủ. Chắc chắn từng chém giết người mới bày ra trận thế như vậy được. Bích lạc trục trè đi ra khỏi xe ngựa, bản năng núp sau lưng càng kinh. Mũi tên lạnh lẽo và đao phong phối hợp với như sói như hổ đá cửa rất có sức uy hiếp, Ước hàng vừa lòng nhìn phản ứng của Bích Lạc. Có lẽ thực lực đám chiến sĩ này không quá mạnh nhưng sau lưng quân thủ thành là chân sách hoàng triều, dù có là hồng lưu chiến bảo, người chiến tranh chinh phạt học viện cũng phải tuân theo luật pháp chân sách hoàng triều. Trong thành nhỏ vắng vẻ có lẽ chiến sĩ cường đại có được đặc quyền trong nhiều điều luật pháp nhưng đây là thành phố lớn Vĩnh Lưu Thành. Ước hàng cười nhạt, dù có là hội trưởng hồng lưu chiến bảo như Mộc Quy vô tâm cũng phải ngoan ngoãn tuân theo quy tắc. Ngươi, bây giờ ta nghi ngờ ngươi là thám tử ma tộc, nâng mũ lên để bản tướng nhìn bộ dạng của ngươi. Ước hàng hết cầm, thái độ từ trên cao nhìn xuống bích lạc. Ước hàng nói. Làm ngay. Bích lạc lại rút vào sau lưng càng kình, rụt trè đáp. Ta. Ta là đệ tử năm nhất ma pháp hệ của chiến tranh chinh phạt học viện, bích lạc. Đây. Đây là thể đệ tử của ta. Ước hàng nhìn bàn tay trắng mịn vương ra từ trường bào ma pháp, mắt sáng lên, khóe môi nhếch cao. Không lẽ đây là nữ nhân nghe đồn lọt vào mắt xanh tiểu thiếu gia của thành chủ đại nhân? Được rồi, hôm nay mượn cơ hội dạy dỗ chiến sĩ trẻ tuổi tên Càng Kình, cho hắn biết tại Vĩnh Lưu Thành này ai mới là trời thật sự. Thẻ đệ tử Ước hàng bỗng giơ tay hất thẻ đệ tử trong tay bích lạc, quát. Làm sao ta biết đây không phải là giả? Nâng mũ Bột Giữa đường cái yên lặng một thanh âm trong trẻo như tiếng tác tai vang lên, người dân đi ngang ngạc nhiên nhìn. Cổ tay ước hàng chiến sĩ đội trưởng định tác người bị nam chiến sĩ trẻ tuổi che trước mặt nữ ma pháp sư bắt lấy, thanh âm trong trẻo vừa rồi là cổ tay hai người va chạm nhau. Ngươi, hai chân mày rậm thô như quân nhân của ước hàng nhướng cao, đôi mắt kiêu ngạo hung tận tràn ngập khó tin. Chiến sĩ trẻ tuổi biết hắn đang làm gì không? Hắn điên sao? Dám can đảm cản chiến sĩ thủ thành xử lý công vụ. Nếu làm như vậy thì trong đôi mắt kinh ngạc của chiến sĩ đội trưởng giận lộ tia cười dữ tợn chiến sĩ trẻ tuổi này còn quá trẻ không biết hắn làm hư vậy có hậu quả gì hắn làm điều này nói nhỏ là ngăn cản chiến sĩ thủ thành làm công việc nói lớn thì chỉ cần chỗ dựa sau lưng ước hàng lớn là có thể chụp mũ càng kinh tạo phản tiểu tử ngươi biết chính mình đang làm gì sao ngươi quy tắc chiến sĩ có nói trách nhiệm thứ nhất của chiến sĩ là bảo vệ người bên cạnh mình bảo vệ mỗi một thành viên trong chân sách hoàng triều. Càng kinh nắm chặt cánh tay ước hàng muốn vùng thoát. Càng kinh nói. Ngươi là chiến sĩ, cho dù đang làm việc cũng không nên mất lịch sự với công dân chân sách hoàng triều như vậy, huống chi nàng là một ma pháp sư. Đừng quên chiến hữu bên cạnh đáng giá tin cậy nhất, sau lưng yên tâm nhất của chiến sĩ chúng ta trên chiến trường là ma pháp sư. Ma pháp sư là bằng hữu của chiến sĩ, ngươi đối xử với bằng hữu như vậy sao? Ngươi. Ước hàng muốn nghẹt thở, bề ngoài thì chiến sĩ trẻ tuổi này không không khép nhưng nói năng lôi ra đạo lý, khí thế áp chế người khác. Dân chúng đi ngang qua ngơ ngác nhìn càng kinh. Tiểu tử này to gan hay điên rồi. Dám động tay động chân với chiến sĩ đội trưởng trong chiến sĩ thủ thành. Tiêu, tiêu rồi, lát nữa chiến sĩ đội trưởng tức giận vùng tay ra sẽ tìm cớ nói thanh niên này chống đối không chịu kiểm tra, đánh gãy tay chân của hắn. Ước hàng vùng mạnh muốn giật cánh tay ra nhưng phát hiện có dùng sức cỡ nào thì bàn tay càng kình như ngọn núi lớn đè ép gã không thể nhúc nhích. Không lẽ tiểu tử này có huyết thống giả mang nhân? Ước hàng hít sâu. Hôm nay ta không thể xử lý đệ tử nhà ngươi sao? Cho dù ngươi có là đệ tử chiến sĩ cao đăng chiến tranh chinh phạt học viện thì sao? Trừ phi ngươi là chiến sĩ huyết mạch, nếu không thì đệ tử năm nhất nhà ngươi cùng lắm có sức khỏe làm sao đấu lại ta? Hàng ma ngũ chiến tóc ướt hàng bỗng dựng đứng, đấu khí hỗn hợp đấu tâm, khí thế giận dữ thô bạo bùng nổ khiến bình dân bạn quan có cảm giác ở trong rừng gặp mạnh thú, có tảng đá lớn đè ngực. Thật là lợi hại. Đây chính là thực lực của chiến sĩ đội trưởng sao? Các bình dân đứng xem nuốt nước miếng. Đáng sợ, đáng sợ quá. Chiến sĩ trẻ tuổi xui xẻo rồi. Hai mươi mấy chiến sĩ quay quanh xe ngựa khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Chiến sĩ đội trưởng chính là chiến sĩ hàng ma ngũ chiến nếu không là hỗ trợ của nhị phu nhân thành chủ thì đã sớm làm tướng quân thủ thành tiểu thành thì hẻo lánh áo khắc lang sống càng thoải mái hơn hôm nay tiểu tử này toi đời hàng ma ngũ chiến cánh tay ước hàng giật mạnh ra sau bàn tay kia nắm chui đau bên hông đau mang sáng chói bắn ra từ vỏ đau chặt một tay của tiểu tử này xuống chắc nhị phu nhân sẽ cho ta phần thưởng hậu hĩnh đi mắt ước hàng lóe tia độc ác có lẽ gã sẽ được đề bạc làm thủ tịch hỗ trợ động đao đuôi mày càng kinh nhướng lên, đấu tâm vạn chuyển nhanh bùng nổ lên đến truông ma nhất chiến, năm ngón tay lại bóp mạnh. Răng rắc. Lớp kim loại phủ trên miếng bao tay hõm xuống, xương tay. Vang một chuỗi tiếng xương gãy giòn vang. Đau, đau thấu óc, đau nhức hơn xa đau chém, rìu chém. Khuôn mặt đầy chiến ý của ước hàng vặn vẹo vì đau đớn, như một nghệ thuật đại sư bỗng nổi linh cảm vẽ bức tranh trừu tượng. Trong khoảnh khắc ước hàng nghi ngờ cánh tay của gã không phải bị người bóp gãy mà là bị vũ khí cùng nhờ thiết chú y đập nát. Đây là da đầu mọi người tê dại, khó tin nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Chiến sĩ đội trưởng ước hàng cường đại vậy mà bị người bóp gãy cánh tay. Quan trọng nhất là thanh niên này đánh chiến sĩ thủ thành ngay bên đường. Hắn có biết hắn đang làm cái gì không? Chiến sĩ xung quanh có giết hắn ngay tại chỗ cũng sẽ không bị xử phạt. Đám binh sĩ nghe tiếng xương gãy quen thuộc không thể tin vào mắt mình. Sao có thể? Sao có thể? Ước hàng đội trưởng thua chiến sĩ trẻ tuổi. Chiến sĩ trẻ tuổi bị điên sao? Hắn dám ra tay. Hắn. Muốn chết. Ước hàng tru lên. À. Tráng ước hàng ước đẫm mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn hai cung nổ thủ đứng gần đó, rống to. Các ngươi còn nhìn cái gì? Giết hắn. Giết hắn cho ta. Ta chịu toàn bộ trách nhiệm. Hai cung nổ thủ lập tức tỉnh táo khỏi cơn giật mình, mọi người đều là chiến sĩ từng đi chiến trường nhân ma, sớm nhìn quen chết chóc và tàn phế. Mắt hai cung nổ thủ nheo lại nhắm nổ tiễn hướng càng kinh. Vết ta! Con ngươi càng kinh co rút, ý thức đấu tâm chuyển động, cảm nhận mỗi một chút khí lưu trong không gian cách thân thể năm thước. Giống như người càng kinh mọc đầy mắt, bất cứ gió thổi cỏ lay trong bán kính năm thước đều không tránh khỏi mắt hắn, bao gồm ngón tay đặt trên cần gạt cung nổ của hai cung nổ thủ không cần ngón tay hoạt động chỉ cần cơ tay hơi thay đổi thì không khí sẽ truyền đến ngay đó chính là năng lực cảm giác của ý thức đấu tâm tim hai cung nổ thủ bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ dường như ngón tay thậm chí là cả người bọn họ đều bao phủ trong không khí đặc biệt thân thể cung nổ thủ hơi nhúc nhích một chút thì có lẽ đối thủ biết ngay cảm giác quái dị hai cung nổ thủ không nhúc nhích nhìn càng kinh chằm chằm cảm giác quái dị đè ép làm bọn họ không dám bắn tên. Các ngươi, ước hàng đau đớn người run bần bật, đóng to. Còn chờ cái gì? Mau, bắn chết hắn, bắn chết hắn. Hai chiến sĩ liếc nhau, cắn răng bơm hơi, nhẹ nâng nổ cơ nhắm chính xác vào càng kinh. Băng băng. Hai tiếng dây cung trầm đục chấn lòng người, hai mũi tên ở trên chiến trường có thể dễ dàng xuyên thủng giáp da, giáp sắt xoay quanh bay ra. Muốn giết ta? khóe mắt càng kinh nhướng lên, cổ tay nhẹ rung như tùy ý phất tay. Thân thể cỡ 200 cân của ước hàng giống bao các con nít chơi bị nhấc hỏng hai chân, người xoay ngang trên không trung đụng hướng một mũi tên. Phập phục. Một mũi tên cắm vào giáp da, giáp sắt của ước hàng, máu dọc theo mũi tên tuôn trào ra ngoài. Mọi người giật mình nhìn càng kình đứng im tại chỗ, kình tiễn khác bay ra bị hắn một tay bắt lấy. Càng kình chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa đã vững vàng kẹp chặt mũi tên, tạo cảm giác kỳ lạ như hắn không phải kẹp mũi tên giết người nhanh hơn cả mắt nhìn mà là đồ chơi của con nít. Loại cơ nổ này tối đa chỉ phát huy chưa đến bốn phần khả năng của nó. Càng kinh nhẹ xoay tên trong tay, nếu cơ nổ này vào tay hắn trải qua sửa chữa, điều chỉnh nho nhỏ thì tốc độ, sức xuyên thấu sẽ tăng uy lực lên gấp 2. Còn có mũi tên này. Càng kinh lắc đầu, vẽ mặt coi thường. Mũi tên vốn dùng để giết địch nếu người ta tay không bắt được thì còn có tác dụng gì? Nếu sữa trong mũi tên thành đụng vào thân tên sẽ có vô số kim độc bắn ra thì có tác dụng tập kích rồi. Cơ nổ chế tạo thô sơ, mũi tên bình thường đại trà, cung nổ thủ chỉ biết bắn bia. Rầm bịch. Ước hàng nặng nề đập xuống đất phát ra tiếng trên đau đớn. Mọi người ngơ ngác nhìn chuyện xảy ra, vụ việc hôm nay vượt qua bình thường, tại sao? Ước hàng cố chống một tay xuống đất để đứng dậy nhưng gã thay ngực cực kỳ đau đớn. Ước hàng cúi đầu nhìn vị trí ngực, đôi mắt giận dữ tràn ngập ngạc nhiên sau đó mặt xám xịt. Tên, bắn trúng trái tim. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi thân thể ước hàng bị nâng lên vừa lúc hướng tới mũi tên, đây là trùng hợp hay? Ước hàng nặng nề té xuống đất, trong mắt đầy khó hiểu, rung động, nghi hoặc nhìn càng kinh. Thanh niên này to gan như vậy. Càng kinh không thèm nhìn ước hàng nằm dưới đất. Lần này giết người hơi nguy hiểm nhưng nếu không dê tơ ước hàng thì càng rắc rối hơn, càng kình không quen gã nhưng cứ bị ước hàng gây sự. Một chiến sĩ bỗng cầm cái còi trước ngực thổi mạnh, tiếng còi chói tai có tiết tấu đặc biệt lan ra ngoài. Thuật ngữ còi. Càng kình nhíu mày. Trừ phi càng kình giết hết mọi người tại đây, nếu không thì dù hắn đập vỡ cái còi thì người khác sẽ thổi tiếp. Cách truyền tin tức bằng còi giống như cờ tín hiệu, là một môn phải học trong học viện chiến sĩ. Có ma tộc, mau đến. Càng kình đứng im tại chỗ, nở nụ cười nhìn chiến sĩ thổi còi. Nếu càng kình dùng còi nói có trộm thì càng kình sẽ gặp trắc rối to, còn bảo hắn là ma tộc. Nghe tiếng còi này không chỉ có quân thủ thành đến mà các chiến sĩ hồng lưu chiến bảo cũng sẽ đến. Giết ma tộc là trách nhiệm của mỗi một chiến sĩ, cho dù hồng lưu chiến bảo không thuộc quân thủ thành khi nghe tin tức cũng sẽ chạy tới ngay. Không chỉ chiến sĩ đến mà ma pháp sư cũng tới. Ma tộc. Ma tộc ở đâu? tiếng gầm đầy sát khí và tiếng chiến mã lao nhanh đến tướng quân ngồi trên lưng ngực mặt giáp kim loại dưới ánh mặt trời chiếu rọi gã như quần sáng tay tướng quân cầm trường thương bạc lấp lánh đấu khí chói mắt chỉ có đôi mắt xanh biếc như biển dưới mũ giáp giống đến từ địa ngục u minh chiến thân huyết mạch chiến sĩ huyết mạch tru ma cửu chiến khóe mắt càng kinh giật giật con ngươi coi rút cỡ đầu kim trong tướng quân thủ thành vĩnh lưu thành có chiến sĩ huyết mạch là chiến sĩ huyết mạch tru ma cửu chiến. Chiến sĩ huyết mạch tuyết nhân. Càng kình nhìn lông trắng lộ ra dưới khôi giáp, tinh thần rung lên. Không ngờ là chiến sĩ huyết mạch tuyết nhân hiếm hoi. Trường thương lạnh băng bao bọc đấu khí lạnh thấu xương tự như ti chấp xẹt qua không trung. Những người đứng xem cảm giác được khí lạnh phủ trên thân thương cho người cảm giác như mùa đông tuyết lạnh. Tiếng vó chiến mã đạp đất như sấm gầm trống xen lẫn với tiếng kinh tháng của bình dân đứng xem chớp mắt đã xông tới trước mặt càng kinh đại thương rung run, một thức đâm kỵ sĩ đơn giản xé gió bay tới, thành như sói tru, con nít khóc. Càng kinh cảm giác thương khí đập vào mặt, đại thương chưa đến mà sát khí đã tới kích động lớp da rung nhanh làm ra phản ứng. Đây không phải một kích đâm đơn giản, khí thế trong đó thật đáng sợ. Chiêu trùng kích này xảo diệu kết hợp mọi người bàn quan kinh ngạc, một thương đâm ra như trời sập đất nước, như mọi người cùng gã xung phong càng kinh có cảm giác không phải đối diện một kẻ địch mà mọi người trên con đường này đều đối địch với hắn trường thương gần thân cổ tay run run liên tục thân thương phát ra tiếng vù vù quái dị như rồng năm rắn rít đại thương tựa như bút vẽ trong tay nghệ thuật đại sư thương tẩu long xà lực phá thiên quân chiến mã đạp vó xuống mắt đất khẽ run chỉ một người ra tay lại cho cảm giác không khí chém giết sinh tử trên chiến trường nhân ma và chiến sĩ huyết mạch cường đại mũi thương lắc lư trên dưới trái phải hóa thành vô số đầu thương, như trăm ngàn đóa hoa cùng nở trong một đêm, làm người ra không biết thương này đâm cổ hay eo hay chân. Đâm eo thì đứt người, đâm chân thì bị phế. Đây là uy lực của đại thương, trên chiến trường nó là một trong các vũ khí vô địch, tội thành bạc trại. Nhìn một thương này, trái tim người xung quanh dân lên cảm giác một tòa lầu canh đều bị thương đâm sập. Trước công kích này chỉ có thể tránh né rồi mới phản kích. Nhưng một đòn công kích hung bạo, khí thế phô thiên cái địa lay động người này có tránh được không? Dù né được thì tiếp theo sẽ là trường thương truy sát không ngừng nghỉ, mãi đến khi chết mới thôi. Lùi. Hai chân mày càng kình nhướng cao như hai thanh chiến đao chém xéo mi mắt, đuôi mày toát ra mũi nhọn như đao phong. Đấu tâm đến từ vinh quang từng có của huyết mạch thiết tí đường lan sẽ không lùi lại, chiến đến khi toàn quân bị diệt quyết không rút lui. Tiếp theo. Cổ tay càng kình lật lại chọc trảm mã đao bề ngoài hung bạo, bá đạo, lưỡi rộng ra khỏi đấu giới, đấu tâm càng quét khí lưu thiên địa trong bán kính năm thước, cảm giác cơ cổ và cơ chỗ trái tim liên tục nhảy, đây là cảm giác chỉ khi cung tiễn thủ tỏa định mới xuất hiện. Trong phút chốc càng kinh biết ngay một thương đâm hướng trái tim, còn cổ là do một cung tiễn thủ ẩn núp nhắm vào. Kẻ đó, đứng trên nóc phòng ngoài 50 thước, núp sau ống khói. Hai người liên hợp tạo thành cục diện tất sát khó giải. Càng kinh không để ý trường thương đâm tới, một tay cầm chui đao bỗng chặt xuống, hai chân giẫm mặt đất vọt lên khiến đao phong to của trả mã đao xẹt qua tia sáng ánh trăng khuyết treo trên trời đêm. Quyết chiến thất thức. Quyết nguyệt chi ngân. Không làm phòng thủ, hoàn toàn là cách đánh lấy mạng đổi mạng. Vù 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 vù. Trả mã đao sen lẫn đấu khí, khí lưu phát ra thanh âm quỷ khốc thần sầu sen lẫn tiếng kim qua thiết mã đao kiếm va nhau. Một tay cầm đao, vì cùng hậu thủ, đao không ly thân, dãy núi khả phân. Càng kinh đánh ra sau đối diện lại cho người cảm giác đơn độc đối chiến thiên quân vạn mã, một đao chém ra tuôn trào khí thế kinh người chưa từng có, tựa sóng thần gầm rống cũng sẽ bị trảm mã đao vô tình chẻ đôi. Đao thường quyết đấu, sinh tử trong đường tơ kẻ tóc, nguy hiểm hơn quyền cước gấp vô số lần. Đại thương đấu binh dài mấy thước cộng với lực lượng huyết mạch tru ma cửu chiến công kích dù là chiến xa trên chiến trường cũng sẽ bị thương đâm vỡ chứ nói gì đến thân thể con người. Ken keng ken 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 ken. Tướng quân nhìn kiểu đánh liều mạng thì tim đập nhanh, trường thương một thu một phóng thay đổi đường công kích tăng ba phần phòng ngự. Gã là tướng quân thủ thành, lại là chiến sĩ huyết mạch nên sinh mạng đáng quý hơn tiểu nhân vật bình thường. Khóe môi càng kình công lên cười lạnh. Trên chiến trường ngươi còn có rảnh nghĩ mạng của mình quý hơn. Không phải tìm chết thì là gì? Đau thương giao kích va chạm tóe lửa, giống như các học viên ma pháp phóng ra ma pháp nhãn hoa chúc mừng nhưng bên trong hỏa hoa phát ra hung ý khiến người gần như có thể hình thành lực lượng thực chất bị thương người. Càng kinh một đao phá thương kích của đối thủ, chiến đao thuận thế toàn lực bạo phát đè xuống. Trường thương phát ra tiếng răng rắc chói tai, chiến mã không thể chịu nổi lực lượng hung bạo công kích phát ra tiếng hí thê thảm, chân trước quỳ xuống đất giấy lên bụi trần. Máu trào ra từ miệng ngựa hỗn hợp nước bọt trắng nhễu đầy đất. Băng, vù 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 vù. Không trung trích tiếng còi, cung tiễn thủ núp sau ống khói bắt lấy khoảnh khắc ngắn mũi khi chiến sĩ đang liệu đấu lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh ra thì bắn một mũi tên đoạt mệnh. Giết ta. Tìm cái chết. Đấu tâm thứ hai, địa hỏa chi tâm hoàn toàn bùng nổ, trảm mã đau rơi tay vạch một đường dài màu bạc trên không trung, phát ra tiếng xé gió rồng năm bẻ gãy nghiền nát phá xuyên ống khói chém vào người cung tiễn thủ. Nhanh. Một đau nhanh hơn cả điện, cả ánh sáng. Cung tiễn thủ không kịp làm ra phản ứng thì bụng đau nhức, nhìn hòn đá trước mặt bay lên, huyết hoa chưa nở rộ, mắt trợn to đến mức khóe mắt nước chảy máu. Cung tiễn thủ ngơ ngác nhìn càng kình tay không cướp thương, gã hiểu đã làm sai, bởi vì sai lầm này mà mất mạng. Khoảnh khắc chiến sĩ bùng nổ hết sức thì thân thể, tinh thần, đấu khí sẽ trong trạng thái thấp, đây luôn là cơ hội tốt nhất cho cung tiễn thủ giết cường giả giờ xem ra chiến sĩ trẻ tuổi đó cố ý chưa bùng nổ hết sức, bởi vì khi cung tiễn thủ tỏa định mục tiêu, sau khi công kích cũng giống như chiến sĩ là tụ tập tinh khí thần dốc sức phóng ra một kích. trong khoảnh khắc bắn tên cung tiễn thủ cũng sẽ rất suy yếu. cung tiễn thủ là kẻ núp trong bóng tối săn mồi thế nhưng lại bị con mồi xem là mồi săn, Buồn cười. cung tiễn thủ tận to hết sức nhìn chầm chầm vào càng kình, dù gã đã chết nhưng mắt vẫn không rời hắn, cướp thương sao có thể tướng quân té xuống ngựa hai mắt đầy ngạc nhiên khó tin chiến sĩ huyết mạch tuyết nhân có mặt đặc biệt của mình cái gì là tuyết nhân lạnh lạnh băng đấu khí của chiến sĩ huyết mạch tuyết nhân như tuyết trong mùa đông đấu khí cực lạnh khoảnh khắc đấu khí của chiến sĩ huyết mạch tuyết nhân va chạm với đấu khí đa số chiến sĩ thì có thể chớp mắt đóng băng đấu khí đối phương bản thể càng kình thì càng dễ bị giá rét tổn thương một tay càng kình cầm trường thương bị chém hơi gấp khúc vặn vẹo, cánh tay liên tục dùng sức Trong phút chốc trường thương thoát khỏi tay đối phương, nằm gọn trong bàn tay hắn Đấu binh ngủ dai Càng kình bỗng ném trường thương xuống đất Bột Một tiếng giòn vang, đấu binh gấp khúc lại thẳng tắp như ban đầu Chỉ càng kình mới biết trường thương bị tổn thương lớn cỡ nào Nếu mới rồi càng kình không ném đau giết người thì tối đa trong 10 đau sẽ chém đứt trường thương này Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Tướng quân liên tục nhảy ra sau, hai cổ tay chảy máu đã bị đấu khí lạnh băng đông lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn càng kinh. Ta chính là tru ma cửu chiến. Sao có thể như vậy? Chẳng những không thể đóng băng đấu khí tru ma nhất chiến của hắn, thậm chí không thể hơi đóng băng giảm bớt đấu khí của hắn. Không lẽ trên người hắn đeo đấu khí nhiên thiêu tinh thần? Chẳng phải đã nói chỉ có chiến sĩ diệt ma trở lên mới có cơ hội lấy được nhiên thiêu tinh thần sao? trừ phi hắn xuất thân từ đại gia tộc huyết mạch. Nhưng rõ ràng không phải, hắn chỉ là chiến sĩ bình thường, tại sao đấu khí của ta? Ngươi! Đấu khí của ngươi! Ngươi muốn hỏi là đấu khí của ngươi tại sao vô hiệu với ta đúng không? Càng kinh cười hít mắt nhìn tướng quân, nói Nếu nhiệt độ lại thấp 100 lần thì chắc sẽ có hiệu quả với ta Đấu khí loại nhiệt độ thấp Càng kinh muốn cười, chút nhiệt độ này làm sao sánh bằng tứ quý sơn cốc sao có thể so với băng hỏa dược tề của Âu Lập Lạp Lão Sư? Kỳ lăng tướng quân, chính là hắn. Chính hắn giết ước hàng đội trưởng. Đúng vậy. Kỳ lăng tướng quân phải vì ước hàng đội trưởng thanh niên. Chàng trai, hãy nói tên của ngươi ra. Ngươi có biết giết chiến sĩ thủ thành là bị tội gì không? Kỳ lăng tướng quân đứng thẳng, thân hình vạm vỡ y như quái thú người tuyết trong núi tuyết trong truyền thuyết, vạm vỡ, cao lớn, toàn thân đầy khí lạnh. Chiến sĩ của Hồng Lưu Chiến bảo, Càng Kinh, trước mặt học trong chiến tranh chinh phạt học viện. Càng Kinh cắm trường thương vào mặt đất bên cạnh, bình tĩnh nói. Ta không muốn giết người, cũng không có giết hắn. Mới rồi ước hàng muốn kiểm tra ta, ta không biết xảy ra chuyện gì, tuân theo quy tắc mặt hắn kiểm tra. Khi đồng bạn của ta nói ra thân phận và lấy thẻ chứng minh thì đội trưởng này muốn đùa dẫn đồng bạn của ta. Ta ngăn cản hắn, hắn rút đao ra muốn chặt tay ta. Khi ta định thả hắn thì hắn ra lệnh cho hai cung nổ thủ bắn chết ta, ta đành ném hắn ra ngoài ngăn cản. Ai? Ma tộc ở đâu? Tiếng gầm của một quy vô tâm từ đầu đường vang lên. Tránh ra, hãy xem ta chém chết thám tử ma tộc đây. Kỳ lăng tướng quân nghe tiếng gầm của một quy vô tâm thì biến sắc mặt. Hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo đến nhanh thật, bây giờ thì rắc rối rồi. Cái tên giả man kia nếu biết người tên Càng Kinh này. Khoan, Càng Kinh cơ bắp toàn thân kỳ lăng tướng quân căng cứng, gã vỗ mạnh đầu. Người đứng trước mắt chính là Càng Kinh. Ta nghe thành chủ đại nhân nhắc đến tên hắn, tối hôm qua còn đặc biệt dặn dò về chuyện Càng Kinh, chỉ cần hắn không tạo phản thì chuyện gì có thể cho qua được cứ bỏ qua. Hiểu rồi. Kỳ lăng tướng quân nhìn sát ước hàng nằm dưới đất, trong mắt có ý cười trào phúng. Nghe nói ngày hôm qua Càng Kinh không nể mặt nhị phu nhân của thành chủ, còn đánh người ta, xem ra tên hỗ trợ của nhị phu nhân muốn lợi dụng thân phận ăn hiếp càng kinh ngu xuẩn kỳ lăng tướng quân phun nứa bọt vào mặt ước hàng ngươi đắc tội ai không được lại đi chọc càng kinh dưới tình huống càng kinh đứng ngay thẳng còn dám đối chọi với nhị phu nhân hôm nay ngươi hoàn toàn sai quấy lại muốn dùng thân phận đè đầu hắn ta là kỳ lăng tướng quân thủ thành thứ ba của bản thành nghe ngươi nói thì chắc chuyện mới rồi không nói dối kỳ lăng tướng quân nhìn bình dân đứng xem nói ở trước mặt nhiều người thế này chắc ngươi không làm chuyện ngu ngốc nói dối, vậy xem ra ước hàng chết không phải là trách nhiệm của ngươi. Mấy chục binh sĩ ngơ ngác nhìn kỳ lăng tướng quân, nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Kỳ lăng tướng quân chiến sĩ huyết mạch bình thường tính tình nóng nảy trại sao hôm nay đối xử tốt với càng kình như vậy. Kỳ lăng tướng quân lạnh lùng liếc đám binh sĩ đứng bên cạnh, lòng thầm mắng đám ngu đần các ngươi. Tên ngu ước hàng vì lấy ít lợi từ chỗ nhị phu nhân, các ngươi hồ theo làm gì? nhưng dù gì giết người giữa đường lại còn là đội trưởng trong chiến sĩ thủ thành kỳ lăng tướng quân hít sâu nói mời càng kinh có thời gian đi quân doanh thủ thành của chúng ta làm bản ghi chép kỹ để chúng ta áo cáo lên trên chết một người không phải việc nhỏ chết một quan quân càng không nhỏ hy vọng ngươi hiểu cho càng kinh ngạc nhiên nhìn kỳ lăng tướng quân tướng quân này mới rồi còn hung hăng muốn giết người tại sao chớp mắt đã đổi thái độ khách sáo như vậy dường như sau khi càng kình báo tên thì kỳ lăng tướng quân biến khách sáo càng kình gật đầu nói đương nhiên kỳ tướng quân yên tâm hôm nay tan học xong ta sẽ đi quân doanh của người giải thích chuyện này thế thì tốt kỳ lăng tướng quân ngẫm nghĩ nói chuyện vừa rồi hy vọng ngươi đừng để trong lòng quân thủ thành không phải quần thể rảnh rỗi khi dễ bình dân trách nhiệm của chúng ta là giữ an toàn vĩnh lưu thành tối hôm qua có mấy người trong lôi gia đã chết chúng ta nghi ngờ là thám tử ma tộc xâm nhập nên mới điều tra kỹ như vậy. Lôi gia. Tối hôm qua có nhiều người chết. Càng kinh hơi hé môi, từ từ gật đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Một quy đại thúc làm nhanh thật, đêm hôm đó đã tìm ra sát thủ đáp trả lôi gia. Càng kinh ngạc nhiên hiệu suất của một quy vô tâm nhưng ở trong mắt kỳ lăng tướng quân là cảm giác khác. Vốn kỳ lăng tướng quân tưởng càng kinh quay về thành thị muốn thanh toán ân oán chưa xong với lôi gia nên mới tập kích lôi gia, Bây giờ xem ra không có chuyện đó, nếu không thì tại sao càng kình ngạc nhiên khi biết Lô Gia có người chết? Ma tộc ở đâu? Ma tộc ở đâu? Một quy vô tâm đẩy người chắn đường ra, bước nhanh vào trong vòng, đôi mắt to ngạc nhiên nhìn càng kình. Một quy vô tâm hỏi. Ủa? Tiểu tử, sao ngươi ở đây? À, chỗ này có một chiến sĩ chết. Là ma tộc chết sao? Hiểu lầm, hiểu lầm. Kỳ lăng tướng quân nhìn hai lưỡi búa to trong tay Mộc Quy vô tâm, lòng thầm lo lắng, cười làm lành nói. Vô tâm hội trưởng, thật sự là hiểu lầm. Mắt to của Mộc Quy vô tâm quét tình huống xung quanh, đao kiếm và cơ nổ của các chiến sĩ còn chạy hướng càng kinh. Mộc Quy vô tâm hiểu chuyện đã xảy ra, cũng biết người chết dưới đất rất có thể là bị càng kinh giết. Mộc Quy vô tâm biến sắc mặt nói. Hiểu lầm, hiểu lầm cái đầu ngươi giận dữ tràn ngập trên mặt một quy vô tâm, biểu tình còn hung dữ hơn lúc nghe hai chữ ma tộc. Một quy vô tâm cao giọng quát. Bà nội nó. Lão đang trong giây phút mấu chốt trùng kích nhập thánh vậy mà tổ cha các ngươi dùng còi báo sai quân tình, nói cái gì ma tộc đến. Báo hại lão tử thất bại nhập thánh, vốn có thể thành công rồi. Các quân nhân ngây ngốc nhìn một quy vô tâm. Kỳ lăng tướng quân vừa cười vừa thầm mắng trong lòng, trùng kích nhập thánh trùng kích cái đầu ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lôi địch sao? Ngươi cho rằng người thường nhập thánh dễ như ăn kẹo sao? Cho dù ngươi có đấu hồn cấp cao cũng không ra gì. Như thế nào? Nhìn biểu tình của tiểu tử ngươi hình như không tin lời ta. Một quy vô tâm vỗ vai kỳ lăng tướng quân, nói. Đi đi đi. Theo ta tìm thành chủ của ngươi. Chúng ta tìm ước khắc phán xử. Kỳ lăng tướng quân liên tục lùi lại. Nói đùa đi tìm thành chủ đại nhân tối hôm qua thành chủ đại nhân đã dặn chúng ta là tuyệt đối không thể đắc tội ngươi và càng kình bây giờ ngươi kêu ta đi chung với ngươi thế thì thành chủ đại nhân chắc chắn nghiêng hướng ngươi còn ta miễn phí ăn gậy ta bị khùng mới đi không đi vậy nghĩa là ngươi tin thế thì tốt mới rồi ta bị các ngươi ảnh hưởng trùng kích nhập thánh thất bại các ngươi tính bồi thường ra sao vẻ mặt một quy vô tâm oán giận đi tới trước mặt càng kình nói tiểu tử, hôm nay tâm tình của ta rất tệ. Đi, cùng ta ra thành đi dạo một vòng giải sau. Một quy vô tâm leo lên xe ngựa của càng kình, trục xe phát ra tiếng rền rỉ. Trong ánh mắt trận mắt há hốc mồm của mọi người xe chậm rãi đi hướng ngoài thành. Các ngươi nhớ kỹ. Một quy vô tâm quay đầu lại nhìn đám chiến sĩ thủ thành vẻ mặt ngây ngốc, gào thét. Nghĩ xong cách bồi thường cho lão tử thì đi hồng lưu chiến bảo gặp ta. Đại thúc, đau của ta đau của ta càng kình chỉ ống khói một ngôi nhà bị sập nói đau của ta đau một quy vô tâm cầm còi treo trước ngực thổi lên càng kình yên lòng ngôn ngữ còi là loại ám ngữ toàn diện mới rồi một quy vô tâm thổi còi đủ để chiến sĩ trong hồng lưu chiến bảo đi lấy trạm mã đau về bây giờ trong vĩnh lưu thành tạm thời không có ai đối đầu ngay mặt với một quy vô tâm chỉ vì một thanh đau Đương nhiên nếu có người biết giá trị của trảm mã đau thì Lại là chuyện khác Tiểu tử, mới rồi thấy biểu hiện của ta như thế nào Một quy vô tâm nhìn biểu tình nghi hoặc của càng kình, cười nói Thì là khúc biểu diễn ta tức giận đấy Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Ngươi nằm dưới đất là bị ngươi giết đúng không Ta nhìn liền biết ngay là người làm. Chuyện đội trưởng chiến sĩ Thủ Thành vừa lớn vừa nhỏ, may mắn ta gầm trống rồi còn lấy cớ trùng kích nhập thánh mắng bọn họ thối mặt. Vậy thì dù thành chủ có biết ngươi giết người cũng sẽ lấy cớ thoái thác những người khác. Nhập thánh. Khuôn mặt xấu xí của một quy vô tâm tràn ngập nụ cười đắc ý. Khi đó ai dám nói chuyện này với thành chủ thì thành chủ chỉ cần một câu, có kẻ làm lỡ một quy vô tâm nhập thánh, ta trừng phạt càng kinh chính là không nể mặt hắn. Nếu một quy vô tâm vì bị lỡ nhập thánh tìm ta thì trong các ngươi có ai lấy mạng bồi thường? ở trong mắt chiến sĩ thì một trăm cái mạng cũng không sánh bằng nhập thánh. Dành nổi giận trước phung đám chiến sĩ thủ thành gục mặt không dám nói lời nào, khí thế hung hăng bị dập tắt, sau đó lái xe ngựa lập tức bỏ chạy, trút hết sự việc lên đầu đối phương. Càng kinh nhìn một quy vô tâm ngồi bên cạnh mình, diện mạo không có vẻ gì là thông minh, trông như tay thô lỗ vậy mà trong thời gian ngắn nghĩ ra kế sách như vậy, quả nhiên không thể xem thường hội trưởng. Càng kinh nhẹ gật đầu, nói. Mở mắt thật sự mở mắt. Nghi vấn còn động lại trên chân mày càng kinh, thái độ của kỳ lăng tướng quân thay đổi hơi lạ. Tiểu tử, sau này ra đường hãy ngồi xe ngựa có tiêu chí hồng lưu chiến bảo đi. Một quy vô tâm nhảy xuống xe ngựa, đứng trước cửa chiến tranh chinh phạt học viện, vỗ vai càng kinh. Một quy vô tâm thấm thái nói. Hôm nay điều người làm trong thành không sai. Nhớ kỹ, làm người phải cứng rắn, nếu người yếu mềm sẽ bị người ta khi dễ những lãnh đạo thế lực trong Vĩnh Lưu Thành có ai không phải là tay nhuộm đầy máu. Nhớ kỹ, nếu ngươi không thể chấn nhiếp người, không đánh lại được thì sao có thể đánh lại đám nhãi ma tộc. Làm sao đấu thắng bọn ma tộc? Một quy vô tâm nhẹ đấm ngực càng kình, nói. Tiểu tử, phải cứng rắn. Nếu tinh thần không rơi xuống thì đóng xương già ta đây có thể khiên giúp ngươi. Nếu không cứng rắn thì sau này làm sao ngươi thống lĩnh hồng lưu chiến bảo được? Càng Kình nâng tay lên cười nhìn nắm tay chạm ngực, cảm giác ánh mắt ngạc nhiên, sửng sốt xung quanh, nghe mọi người xì xào. Nhìn kia, một quy vô tâm. Hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo. Hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo đích thân đến đưa người, khiến người ta ghen tị chết được. Một quy vô tâm nghe bốn phía xì xầm, nở nụ cười kiêu ngạo nháy mắt với càng Kình. Một quy vô tâm nhỏ giọng nói: "Tiểu tử, làm hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo không tệ đúng không?" Đúng là không tệ. Càng kinh gật gù nghe đằng xa lại có người nói. Chắc đó là một quy vô tâm. Xấu quá. Đúng vậy. Xấu ghê gớm, nếu không biết thân phận của hắn thì ta đã nghi hắn là ma tộc rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Xuyệt, nói nhỏ chút. Hình như hắn nghe thấy kìa, ngươi xem, hắn nhìn hướng chúng ta. Mau cúi đầu, đừng bị hắn thấy. Càng kinh nhìn mặt một quy vô tâm đỏ âu, lắc đầu thở dài đại thúc này thật là. Được rồi, ta đi về trước. Một quy vô tâm lại đấm ngực càng kình một cái, chỉ cửa chiến tranh chinh phạt học viện sau lưng, nói. Đi vào đi, làm thịt cả đám trong đó mặc kệ có phải là kẻ thức tỉnh ba không? Nói cho bọn họ làm nam nhân phải cứng rắn, điều thấp không phải là nam nhân, không phải là chiến sĩ. Các đệ tử đi ngang qua có nhiều người không biết mặt càng kình, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đệ tử này từ đâu tới, tại sao hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo có niềm tin với hắn đến vậy? Mở miệng bảo là làm thịt chiến sĩ huyết mạch. Càng kinh nhẹ gật đầu, xoay người nhìn học viện chiến sĩ sừng sững nhiều năm, dạy ra vô số chiến sĩ lập công trên chiến trường nhân ma. Càng kinh hít một hơi thật sâu, hai nắm tay siết chặt, bóp không khí kêu một tiếng bốc. Ta quyết nghiêm túc đánh vào bản bách chiến. Càng kinh cất bước đi hướng cổng trường, trong đầu văng vẳng lời một quy vô tâm nói. Làm nam nhân phải cứng rắn. Điều thấp không phải là nam nhân, không phải là chiến sĩ. Lúc trước tại áo khắc lan học viện chỉ cần vào 10 hàng đầu là không có gì phân biệt, không cần liệu đấu. Bây giờ tài nguyên bản bách chiến chênh lệch quá lớn, trở thành người mạnh nhất bản bách chiến chiến sĩ hệ có thể tăng danh tiếng, càng dễ tuyển hỗ trợ xuất sắc. Nếu đã vậy thì, càng kinh nhún vai, cảm nhận không khí chiến ý trong chiến tranh chinh phạt học viện. Đánh! Đánh! Bên hàng cây dọc hai bên đường, một nột chân sách nhẹ bả cây quạt không hoàn toàn màu trắng toát ra vẻ nhàn nhã và tiêu sái chậm rãi bước đi hai luồng tóc dài bên mép tai bay theo quạt giấy bệnh bồng có quy luật tiêu sái khó tả bạn học càng kình sợ là hôm nay ngươi không muốn đánh cũng không được một nộp chân sách cười híp mắt nhìn càng kình nói chuyện tối hôm qua ngươi làm đã bị toàn bộ bạn học trong bản bách chiến biết đệ tử đang đi trên đường bỗng đứng lại ánh mắt kỳ lạ đánh giá càng kình đây chính là càng kinh. Nghe nói tối hôm qua trong vũ hội hắn đánh gục vệ bất hoang xếp thứ 40 trên bản bách chiến. Ta cũng có nghe nói, vậy là hắn xếp hạng 40 trong bản bách chiến. Ai biết, trước kia chưa từng có người không thuộc bản bách chiến lại đánh kẻ xếp hạng 40 bản bách chiến. Trong người này thật là lợi hại, học viện của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Xì, si, ngươi đừng quá lạc quan. Ta nghe bạn học có mặt trong vũ hội nói trạng thái tinh thần của vệ bất hoang không ổn, chắc thực lực giảm mạnh. Nói vậy là có lẽ càng kình đánh bại một kẻ kém cỏi. Càng kình nghe bốn phía vang lên tiếng tán thán và chất vấn, khẽ cười. Có bị chất vấn cũng không sao, chỉ cần cầm được tài nguyên tương ứng là tốt rồi. Như thế nào? Càng kình nhìn một nột chân sách chặn đường, những mày nói. Bạn học một nột chân sách rốt cuộc không thể chịu đựng xếp chót bản bách chiến, cũng muốn đánh một trận với ta. Một nột chân sách gấp quạt lại, hai tay liên tục xua trước người. Một nột chân sách cười nói. Nói đùa, bạn học càng kình trọng thương được vệ bất hoan, ta không muốn đánh với ngươi. Càng kình đánh giá một nột chân sách từ trên xuống dưới, tư thế đứng nhìn như tùy ý nhưng cả người không có sơ hở, tạo cảm giác không biết xuống tay từ đâu. Vị trí duy nhất có thể nói là nhược điểm là ở sau lưng một nột chân sách. Cố tình chiến sĩ trẻ tuổi trông như quý công tử tiêu sái này có một chiến sĩ như cương thuẫn trên chiến trường theo sát sau lưng. Nếu toàn thân cái tên đen thui này mọc lông thì càng kinh bản năng gật gù, dáng người rất giống dũng sĩ huyết mạch bị mông tối hôm qua, dù không cần ra tay, chỉ dùng sức khỏe đã tạo áp lực lớn cho người. Hai bên khác biệt duy nhất là áp lực của tên đen như thang này mạnh hơn là cơ lôi gấp trăm lần. Càng kinh giơ tay gãi cầm, dù không sử dụng đấu khí nào thì hơi thở ẩn bên trong toát ra mùi vị cường đại thật sự, nếu đánh nhau chưa chắc hắn có một phần thắng. Chiến sĩ như vậy sẽ làm hỗ trợ cho một nột chân sách. Càng kinh đi tới trước, liên tục ngoái đầu nhìn một nột chân sách sống vai đi bên cạnh. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Bạn học càng kinh, có lẽ ngươi muốn biết tại sao hôm nay ta nói ngươi không muốn đánh cũng phải đánh. Một nột chân sách phải quạt, nói. Từ sau vũ hội đêm qua, hiệu trưởng đại nhân tuyên bố một tin tức bởi vì ngươi không đánh thắng vệ bất hoang theo cách bình thường trong bản bách chiến nên không tính càng kinh nhướng mày không thể tin hiệu trưởng isa không nên là loại người này nhìn hiệu trưởng isa tạo ra bản bách chiến có thể thấy được nàng là vì kích động đệ tử cạnh tranh với nhau nàng không nên cứng nhắc dựa theo quy tắc mới đúng không phải không tính cũng không phải tính một nộp chân sách chậm rãi gấp sách lại nói Hiệu trưởng đại nhân bảo ngươi đánh thắng vệ bất hoang nên xếp hạng 40, nhưng nếu làm vậy thì không công bằng với người vất vả leo hạng. Vì vậy quyết định bạn học càng kinh tạm thời xếp hạng 40 bản bách chiến, vì vấn đề thứ tự xếp hạng nên bất cứ ai trong học viện đều không cần dựa theo quy tắc khiêu chiến của bản bách chiến, mọi người đều tự do khiêu chiến với ngươi. Vì vậy, một nột chân sách cười hiếp mắt nhìn trước mặt có ba chiến sĩ mặc y phục đệ tử chiến sĩ năm hai, ba, bốn chần chờ cùng nhau bước tới, vẻ mặt cảnh giác đối phương như sợ ai đó bỗng tăng tốc độ. Ngươi chính là càng kinh. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ba người, hai câu đồng thanh như tập luyện nhiều lần, chiến ý ngang nhiên hiện rõ trên mặt và mắt ba người. Hạng 40 trong bản bách chiến chiến sĩ hệ, đại biểu tài nguyên kinh người, tương lai càng tốt đẹp hơn. Có lẽ bình thường mọi người không dám tùy tiện khiêu chiến với vệ bất hoang ra tay độc ác, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi tràn ngập hy vọng nhìn càng kinh. Tối hôm qua tin vệ bất hoang đánh thua truyền ra và còn có một tin lan khắp học viện đó là vệ bất hoang tu luyện đấu khí xảy ra vấn đề, chính miệng hiệu trưởng đại nhân thừa nhận điều này. Là chiến sĩ, tu luyện đấu khí có vấn đề trước nay không phải chuyện nhỏ, sơ sẩy một cái là chết người, còn may mắn thì đấu khí đều phế, thân thể tê liệt cả đời. May hơn một chút thì có lẽ thực lực giảm mạnh, thần kinh thác lạc chứ không tê liệt. Chính miệng hiệu trưởng đại nhân thừa nhận thần kinh vệ bất hoang có vấn đề. Mặt ba đệ tử chiến sĩ trẻ lộ vẻ đắc ý, có thể nói hiệu trưởng đại nhân nói mé hạng 40 của càng kình trên bản bách chiến chiến sĩ hệ không phải thật, nếu không thì nàng đã không để mặt người ta khiêu chiến. Các ngươi muốn khiêu chiến ta. Càng kình nhìn ba chiến sĩ, người đứng trước nhất chỉ có thực lực hàng ma cửu chiến, năng lực cỡ này nếu đánh với lúc càng kình mới ra khỏi tứ quý sơn cốc, ba người cùng lên chưa chắc làm đối thủ của hắn chiếu huống chi là bây giờ. Đúng vậy. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi cùng đạp ra một bước, tức giận trừng nhau như sợ đối phương giành ra tay trước thì chính mình không có cơ hội chiến đấu. Một nột chân sách cười cười, phải quạt tùy ý lùi lại chớp mắt đã cách mười thước. Càng kinh chú ý đến vị trí một nột chân sách, thuộc lùi thiên dông trong đó ẩn chứa bí quyết di động đặc biệt. Mới rồi một nột chân sách thuộc lùi gần như chân không chạm đất, khi lùi thì ung dung. Một nột chân sách vận dụng đấu khí vào sinh hoạt, luôn toát ra bí ẩn, nếu đánh nhau thì khó chơi hơn ba đệ tử chiến sĩ trẻ trước mắt nhiều. Ta đến trước. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi nhìn nhau, cùng hét lên sau đó cùng đạp ra một bước, mắt lóe không cam lòng. Cứ giành kiểu này thì không biết ai giành trước được, nhưng chủ động nhường cho người khác là không thể nào, cái này liên quan đến phân phối tài nguyên trong học viện. Càng kinh nhìn ba học trưởng đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi giành nhau không ai nhường ai, hờ hững bước ra một bước. Càng kinh nhìn ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi, lạnh nhạt nói. Ba vị học trưởng, cứ tranh chấp như vậy thì sẽ lên lớp muộn. Mắt ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi cùng lóe ti đồng ý, cứ tranh giành thế này thì sẽ đi học trễ, nhưng cũng không thể nhường cơ hội cho người khác, cùng lắm thì chịu phạt còn hơn đánh mất cơ hội tốt khó được. Hay là như vậy đi? Càng kinh gãi chấp mũi, nói. Ba vị học trưởng cùng nhau lên. Cùng lên ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi sửng sốt, cùng giơ cánh tay ngoáy lỗ tai, nghĩ bọn họ nghe lầm. Người mới năm nhất này mới nhập học không bao nhiêu ngày đã la lối bảo ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi cùng lên. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Quái vật người mới năm nhất thái thản thiết mạc sao? Hay xem mình là lôi đình sư vương thiên luyện linh quan? Các học viên đứng vây quanh muốn xem cuộc chiến buổi sáng đều trợn to mắt nhìn càng kinh, có mấy người chớp mắt lia, nghĩ có phải họ chưa ngủ tỉnh, còn đang nằm mơ. Người mới năm nhất này bị điên sao? Hắn thật sự cho rằng đánh bại vệ bất hoang trạng thái không tốt là chính thức xếp hạng 40 bản bách chiến chiến sĩ hệ rồi. Như thế nào? Có gì thắc mắc? Cảm thấy ta cùng vọng hay thấy ba người không đủ cho ta đánh? Nếu như không có tự tin thì các bạn học có mặt ở đây nếu muốn tham gia cùng đánh cũng được. Càng kinh tùy ý đi sang một bên đường, tập trung chú ý vào một nột chân sách, trong mắt có mong chờ. Có lẽ một nột chân sách không phải là chiến sĩ huyết mạch nhưng cho người cảm giác không nhìn thấu. Đấu tâm từ từ chuyển động, 108 đấu khí từng tầng tăng dần lên. Chiến sĩ hàng ma nhất chiến, nhị chiến, tam chiến. Phục ma tứ chiến, ngũ chiến. Trù ma nhất chiến. Đấu khí mạnh mẽ bắn ra khỏi người hòa vào khí lưu quanh năm thước. Một nột chân sách mỉm cười, đối diện khiêu khích đến từ càng kình gã lại lùi ra sau một bước, lắc đầu ý bảo sẽ không đánh nhau. Càng kinh đạp một bước đến gần núi giả bên cạnh ao nước, đấu khí hùng hồn theo thứ tự đấu tâm nhập vào cánh tay, một đấm dứt khoát mạnh đánh vào núi giả trước mặt. Đấu kỹ huyết mạch bạo hùng, bạc sơn. Sáng sớm, chiến tranh chinh phạt học viện yên lặng bỗng vang tiếng sấm rền mua phu hè. Trong núi giả to lớn như chứa ma pháp bạo tạc, vô số đá vụn bắn tứ tung rầm rầm đênh vào cây cối xung quanh, vỏ cây, lá rụng đầy nhiều đệ tử chiến sĩ cùng phát ra đấu khí ngăn cản đá vụn bay tung tóe mặc nhiều người lộ vẻ đau đớn hiển nhiên trong đá vụn ẩn chứa nhiều đấu khí chưa hao hết rào 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 đá vụn bắn tung phát ra tiếng va chạm hoặc mất lực lượng bay cùng rớt xuống đất tự như giọt mưa rơi xuống hồ nước tiếng rung động qua đi chỉ còn lại yên lặng ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi khiêu chiến ngơ ngác nhìn can kinh cái tiểu tử này thật sự là chiến sĩ trung ma tại sao hiệu trưởng đại nhân không nói? Đó không phải là nham thạch núi giả bình thường, nó là một khối hỏa thành nham. Sau khi núi lửa phun trào thì dần lạnh hình thành nham thạch đặc biệt, cứng hơn đá hoa cương gấp 10 lần. Đổi lại là đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi đi lên, dù có vận toàn bộ đấu khí hàng ma cửu chiến, sử dụng đấu kỹ hộ thể một đấm đánh vào thì chỉ có tay gãy xương. Muốn để lại dấu vết trên hỏa thành nham? Chắc chỉ để lại máu. Một đấm nhẹ nhàng đánh nát núi giả hỏa thành nham đó mà là nắm tay gì, là thiết chủ y chuyên môn đập sắt trong tiệm thợ rèn mới đúng. Các đệ tử xung quanh cùng ồ lên. Trong đó có mấy đệ tử vốn định nhìn càng kình chiến đấu chiếm lợi lập tức từ bỏ suy nghĩ hấp dẫn đó. Sức chiến đấu của thanh niên này hết sức cường đại, dù hắn đứng im tại chỗ cho ba chiến sĩ trẻ tuổi hàng ma nhạo lên đánh hội đồng, nhưng chỉ cần không trúng điểm yếu của nam nhân thì không thể tổn thương được càng kình một ly. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Càng kinh chậm rãi xoay người, từng bước một đi ra bóng cây. Tán cây che nắng biến mất từ từ trên mặt càng kinh, tựa như chính hắn vạch mở tối tâm. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi nhìn càng kinh đi hướng mình, phản xạ cùng lùi lại một bước. Thân hình vốn vạm vỡ tùy theo càng kinh một đấm đánh nát hỏa thành nham, mỗi bước tiến tới là hắn sẽ cao to một chút. Khoảng cách ngắn mũi càng kinh tạo cảm giác có thiên thần đến học viện. Càng kinh chậm rãi đi ra bóng cây nhìn biểu tình của mọi người trước và sau khi biến đổi, nở nụ cười. Một quy vô tâm đại thúc nói rất đúng. Điệu thấp. Tại sao? Điệu thấp vì điệu thấp, cố ý khiến người ta đạp lên mình. Đó chẳng phải là bị nhũng não sao? Ba vị học trưởng. Càng kình giơ tay phải lên làm tư thế mời, nói. Chắc biểu hiện vừa rồi của ta chắc đã chứng minh được ta có thực lực cùng nhận ba vị khiêu chiến, cùng lên đi. Lên. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi cười khổ. Hai bên cách biệt thực lực quá xa, bây giờ xem ra hiệu trưởng đại nhân thả tin tức không phải khiến người ta kéo càng kình từ thứ hạng uống mà muốn nương người khiêu chiến để hắn nhanh chóng nổi tiếng trong chiến tranh chinh phạt học viện. Bạn học càng kình, chúng ta không đánh. Ngươi thắng, chúng ta thua ngươi quá xa. Sau này khi nào thực lực của chúng ta tăng lên thì sẽ đến khiêu chiến với ngươi. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi dứt khoát thu lại đấu khí, cùng gõ nắm tay phải vào ngực mấy cái biểu thị công nhận thực lực của càng kinh. Các học viên đứng xem biểu tình khác nhau. Có người thầm mừng đã không đi lên khiêu chiến, không thì bây giờ sẽ lúng túng như ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi. Có người trồng mắt xoay nhanh, tin tức thật lớn, càng kinh không yếu ớt như hiệu trưởng đại nhân nói. Càng kinh ngẩng đầu nhìn một góc sân thượng trong khu dạy học phía xa, cười cười. Hiệu trưởng đại nhân thật biết chọn chỗ xem kịch, nếu cung tiễn thủ chọn chỗ ám sát thì gốc sân thượng đó là nơi thích hợp nhất, chẳng những dễ dàng ẩn giấu mình mà còn quan sát hầu hết phong cảnh trước cửa chiến tranh chinh phạt học viện. a à, phát hiện ra ta. Ngón tay hiệu trưởng y sa xoắn một lọn tóc dài trên trán đầy hứng thú nhìn càng kinh liếc nàng một cái rồi cúi đầu, rời đi. Tiểu tử, vốn ta còn lo ngươi có thói quen giống nhiều thanh niên khác thích giả bộ điều thấp, chờ người ta đến đạp ngươi thì sẽ đá lại đối phương. Bởi vậy ta cố ý thả tin ra, không ngờ. Thật là không ngờ người xuất sắc hơn ta tưởng. Điện hạ, người này không thức tỉnh lực lượng huyết mạch lại có đấu tâm giống như người. Đúng vậy. Thật khiến người bất ngờ. Một nột chân sách nhẹ phẩy quạt, ngoái đầu nhìn tên đen thui sau lưng, nói. Ta là vì có bí pháp đặc biệt của tộc một nột mới có được đấu tâm, còn hắn thì sao làm được? Không lẽ kế thừa từ phụ thân của hắn? Cái giá đó quá lớn. Người này có thể trở thành hỗ trợ rất tốt. Hỗ trợ. Một nột chân sách nhíu mày nói. Ban đầu ta cũng thấy có thể tìm hắn làm hỗ trợ nhưng bây giờ ta cứ cảm giác đã đoán sai. Người này cho ta cảm giác không thể thu hỗ trợ. Không thể thu hỗ trợ. Trong đôi mắt to đen của thiết nam lóe tiên nghi hoặc kỳ dị. Lục vương tử điện hạ được gọi là một trong ba điện hạ xuất sắc nhất thế hệ này. Dù là sức hấp dẫn cá nhân hay thủ đoạn đều rất xuất sắc đây là lần đầu tiên Thiết Nam nghe một nột chân sách nói không thể thu một người làm hỗ trợ. Ừm, không thể thu hỗ trợ. Vẽ mặt một nột chân sách đâm chiêu, lắc đầu, nói. Người đó thật kỳ lạ, ta cảm giác không thể nhìn thấu hắn. Không biết nên làm sao đối xử với hắn, không thu hỗ trợ thì làm gì. Vẽ mặt Thiết Nam nghi hoặc nhìn một nột chân sách. Đúng vậy, nếu không thu hỗ trợ thì Điện Hạ nên đối xử với người này như thế nào? Điện hạ học rất nhiều thuộc đế vương nhưng chẳng lẽ không có cách nào thích hợp sao? Không vội, không vội. Mộc nộp chân sách bước nhanh đi hướng lớp học, nói. Rồi sẽ nghĩ ra cách. Không làm hỗ trợ. Tiểu tử này đánh giá càng kinh còn cao hơn ta. Hiệu trưởng y sa nhìn bóng lưng mộc nộp chân sách rời đi, tay khoanh trước ngực, mỉm cười nói. Người xuất thân từ đế vương gia học được rất nhiều nhưng lại không học thứ được người thường có thể học không thể làm hỗ trợ nhưng có thể làm bằng hữu. Bằng hữu. Hiệu trưởng Isa giơ tay che môi anh đào, mắt đẹp lóe tia giật mình lẩm bẩm. Ta vừa rồi nói cái gì? Bằng hữu. Khiến lục vương tử làm bằng hữu với càng kinh. Sao có thể? Một nục chân sách là một trong hai người có quyền kế thừa hoàng quyền kế thừa đời tiếp theo lớn nhất, sao hắn có thể làm bằng hữu của càng kinh? Ta bị lục vương tử hay là càng kinh ảnh hưởng? Thôi kệ nó, không thèm nghĩ, đi xem biểu hiện trong lớp của càng kinh ta càng lúc càng thấy thanh niên này thú vị tiếng chuông vào học chậm rãi vang lên truyền khắp chiến tranh chinh phạt học viện trên đường đi còn có mấy đệ tử chiến sĩ nhàn nhã đi trong phút chốc bùng nổ đấu khí dùng đấu kỹ đặc biệt di chuyển nhanh chạy như bay đến lớp học chớp mắt con đường sạch sẽ chỉ còn lại lá cây rơi không thấy bất cứ vật gì nữa càng kinh đi vào lớp tùy tiện chọn chỗ ngồi mong mới chạm vào ghế thì cửa lớp đã mở ra Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi sống vai đi vào phòng. Càng kinh. Chiến sĩ trẻ tuổi vóc dáng cao to đi giữa ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi mắt đang cười chợt bắn ra tia sắc bén như dao, khớp xương hai tay kêu răng rắc. Càng kinh ngẩng đầu nhìn chiến sĩ trẻ tuổi vẻ mặt đầy giận dữ, ngón tay gõ màn tan, cảm giác người này hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. Càng kinh trầm ngâm, cuối cùng hỏi. Xin hỏi. Chúng ta có gặp nhau? Ngươi chiến sĩ trẻ tuổi vóc dáng cao to tráng nổi gân xanh, mặt trướng đỏ rực, trông như gã bị một cây búa đập trúng ngực, thân thể lão đảo đứng không vững. Hoắc Nhĩ Thiết Hai chiến sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh chiến sĩ vạm vỡ vội vàng duỗi tay đỡ lấy đồng bạn, khẽ kêu lên. Hoắc Nhĩ Thiết Trong mắt càng kinh xoay tròn, lầm bầm. Chắc ta từng nghe tên này. Hoắc Nhĩ Thiết ổn định thân hình, căm hận trừng càng kinh. Hôm đó Hoắc Nhị Thiết đứng trên lôi đài sĩ nhục phần đồ cuồng ca kết quả bị càng kình một đấm đánh ói ra nước chua, đó là sĩ nhục lớn nhất mấy năm nay trong đời gã. Hoắc Nhị Thiết không ngờ đối thủ này quên sạch, nỗi nhục nhã còn lớn hơn hôm đó. Hoắc Nhĩ, Hoắc Nhĩ gia tộc, ngón tay càng kình gõ mặt bàn. Chiến sĩ gia tộc huyết mạch bạo hùng. a à, lần trước ta đến học viện từng đánh ngươi. Rốt cuộc ngươi nhớ ra. Hoắc Nhĩ thiết suýt nghiến bể răng, trong lòng không có chút vui sướng được người nhớ đến. Trước mặt nhiều bạn học bị người khinh thường hết nửa ngày mới nhớ ra, đây là sĩ nhục. Sĩ nhục cuộc chiến đấu trước, mấy ngày nay hoắc nhị thiết luôn khổ luyện vì muốn dùng thanh âm xương cốt toàn thân đối thủ rửa nhục. Ngươi, càng kinh nhìn hướng chiến sĩ gầy gò đứng bên cạnh hoắc nhị thiết, nói. Ngươi là chiến sĩ huyết mạch hổ mang hôm đó bị đoạn phong bất nhị hù rút lui đúng không? Tên là Trác qua gì đó là lợi lợi trác qua. Chiến sĩ trẻ tuổi huyết mạch hổ mang sắc mặt âm trầm trừng càng kinh. Nếu không phải hồng học cấm không cho đánh nhau, nếu nơi này là giả ngoại thì lợi lợi trác qua sớm hợp tác với hoắc nhĩ thiết giải quyết người tên càng kinh rồi. Càng kinh không quan tâm gật đầu. Ba người trước mắt tuy cũng là chiến sĩ huyết mạch nhưng thực lực không quá mạnh, càng không xếp hạng trước càng kinh trong bản bách chiến chiến sĩ hệ, không cần chú ý và ra tay. Người hoắc nhĩ thiết trung bần bật nhìn càng kinh bị xem thường. Lần trước bị người ta xem thường một đấm đánh nằm liệt giường thật lâu, trở về chiến tranh chinh phạt học viện thành tò cười một thời gian dài. Hoắc Nhĩ Thiết không ngờ lần nữa gặp càng kình lại bị phớt lờ. Những chiến sĩ bình thường này dám đối xử với chiến sĩ huyết mạch như thế. Bọn họ có biết là ai bảo vệ chân sách Hoàng Triều Phùng Hoa không? Thôi, Hoắc Nhĩ Thiết. Lợi lợi trát qua kéo mạnh cánh tay Hoắc Nhĩ Thiết, mắt liếc cả phòng học nhanh chóng tìm tòi khóe môi lợi lợi trát qua công lên nụ cười lạnh băng như loài rắn, nói. Không cần nghiêm túc với loại người này, chúng ta chính là chiến sĩ huyết mạch cao quý, chờ lát nữa vào chiến trường sẽ cho hắn biết tay. Chiến trường. Càng kinh nghi hoặc nhìn ba bạn học cười nhạt rời đi, ngón tay gõ mặt bạn. Môn tiếp theo không phải là tâm lý học quân sự sao? Liên quan gì đến chiến trường? Một lão nhân râu bạc phơ đẩy cửa phòng ra, tay trống trơn bước lên bục giảng lão nhân nói. Đám lính mới các ngươi khỏe không? Ta nhớ các ngươi chết được, hôm nay có thể ngược lính mới rồi. Lính mới? Ngược. Càng kinh gãi đầu, phát hiện vẻ mặt cười chua xót của các bạn học, dường như họ muốn phản bác lời lão nhân nhưng không thể. Ô! Lão nhân đưa mắt nhìn càng kinh, Ngẫn người nói. Hôm nay có linh mới lạ mặt đến. Tiểu tử, tên của ngươi là gì? Càng kinh vội đứng dậy, nắm tay đặt ở vị trí trái tim, cung kính không lưng hành lễ. Càng kinh nói. Càng kinh. Lão nhân lên tiếng. Càng kinh. Hàm răng rụng một nửa cắn đầu lưỡi, đôi mắt to cỡ hạt đậu mờ sương lộ vẻ suy tư. Lão nhân nói. Hình như có nghe qua. À, buổi tối này hôm qua, người đánh gục vệ bất hoang trong vũ hội có tên này. Càng kinh nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy. Lão sư. À. Lão nhân kéo dài giọng, đôi mắt nhỏ nhìn càng kình từ trên xuống dưới. Lão nhân nói. Chiến sĩ huyết mạch. Chiến sĩ bình thường. Thôi kệ, người đánh vào 40 hạng đầu bản bách chiến trên cơ bản trong đầu chỉ chú ý sức chiến đấu cá nhân, chắc không nghe nhiều cái tên danh tướng. Tên danh tướng. Càng kình nhết môi hỏi. Lão sư, đọc ra tên danh tướng có được thưởng không? Hai tay lão nhân chống mặt bàn định ngồi xuống giờ lại đứng thẳng, nhìn càng kinh. Lão nhân nói. Được, nếu ngươi có thể đọc tài liệu của 200 danh tướng và cuộc chiến nổi tiếng thì ta sẽ xin hiệu trưởng cho ngươi tài nguyên gấp đôi thứ hạng 40 bản bách chiến. Trong phòng liên tục vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Nói ra tài liệu về 200 vị danh tướng dù là từ cổ chí kim vẫn rất khó khăn, lại còn đọc ra cuộc chiến thành danh, quá khó khăn, đây là chuyện không thể nào. Người nói. Càng kinh cẩn thận nhìn lão nhân, xin bảo đảo thật sự sao? Ha 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 ha. Lão nhân cùng cười hùng hồn, bàn tay to vỗ ngực bồm bột. Lão nhân nói. Nam môn hướng vinh ta đây nói chuyện sao có thể không giữ lời. Các đệ tử xung quanh gật gù. Nghe nói lúc trước lão nhân gia này là tướng quân sông pha chiến trường, không biết tại sao bây giờ lão đi đến nơi này dạy học. Nghe nói hiệu trưởng y sa đối xử lão sư cũng không nể mặt thế nhưng rất khách sáo với Nam môn hướng vinh. Nam môn hướng vinh càng kinh há hốc mồm nói. 700 người bám giữ hai vạn ma tộc tác mạch nhĩ 15 ngày. 5.000 người buổi tối tập kích ma tộc Mã Môn, cuối cùng giết địch 4.000, tự tổn 2.000 thắng lợi trở về. Lại khiến ma tộc tác mạch nhĩ trong bóng đêm cùng A Tư Mông Đế Tư đánh nhau 15 phút, quỷ tướng Nam Môn hướng vinh. Ui! Trong phòng học vang lên một chuỗi tiếng hút ngụm khí lạnh. Các học viên ngơ ngác nhìn lão nhân Nam Môn hướng vinh đứng trên bục giác lúc trước biểu tình bình tĩnh kiêu ngạo bây giờ vẻ mặt kích động. Mạnh như vậy. Các học viên nhìn nhau, thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Tướng quân mạnh như vậy thế nhưng xuất hiện trong trường dạy học. Hai tay nam môn hướng vinh chống mặt bàn khẽ run, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đỏ hồng, hô hồ hấp dồn dập. Mắt nam môn hướng vinh đầy ngạc nhiên nhìn càng kình, hỏi. Ngươi là ai? Làm sao biết nhiều chuyện của ta? Càng kình ngay người tại chỗ. Có ý gì? Những chuyện này ghi chép trong hồi ký một tiền bối của càng gia, chiến ký này dù bình dân chân sách hoàng triều không biết nhưng các học sinh trong chiến tranh học viên nên nghe nói mới đúng. Tại sao trong các bạn học dường như không biết, và lão sư thì biến kích động như vậy? Ta đọc trong một quyển hồi ký. Hồi ký. Nam môn hướng vinh nhíu chặt mày, lầm bầm. Là ai dám ghi lại tên của ta, lá gan không nhỏ. Càng kình biểu môi, cái tên này càng kình không chỉ thấy trong một quyển hồi ký. Trong các quyển bút ký của chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương mắt mọc trên đỉnh đầu đều có nhiều người ghi lại cái tên Nam Môn Hướng Vinh đủ chứng minh chiến sĩ bình thường này xuất sắc cỡ nào. Nam Môn Hướng Vinh xem như là danh tướng đi. Càng kinh nhìn lão sư đứng trên bục giảng cảm xúc dần bình tĩnh lại. Càng kinh nói. Nếu tính thì còn lại 199 người. Nam Môn Hướng Vinh trầm ngâm, mặt nhăn nheo giảng ra theo nụ cười, nói. Tính, Bây giờ ngươi còn lại 199 người. Bác Lý khôn anh. Càng kình giọng giạc nói. Cùng Nam Môn Hướng Vinh gọi là Nam Bắc Sông Kiệt. 1.900 người lẻn vào lãnh địa ma tộc, trong 10 ngày tập kích đội vạn lượng của ma tộc 3 lần, thành công kéo dài thời gian chu lực ma tộc di động, lập công lớn. 6.000 người đốt 5.000 ma tộc A Tư Mông Đế Tư. Nam Môn Hướng Vinh ngơ ngác nhìn Càng kình con mắt nhỏ xíu ngập nước, cảm xúc bình tĩnh lại kích động. Khôn anh. Càng kình nhanh chóng kể ra tên từng tướng quân. Chính phần đệ tử trong lớp ngồi im nghe. Đầu óc người này tốt quá đi, không lẽ hắn có thể nói ra 200 danh tướng thật sao? Càng kình nói một lúc sau nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra càng nhiều danh tướng, hắn không thể không chọn lựa bớt kể ra danh tướng nổi tiếng nhiều người biết. Càng kinh thầm phục ký ức dược thủy thần bí dược tệ của Âu Lập Lập Lão Sư. Uống thứ này nhiều vào chẳng những dễ nhớ thứ mình mới thấy mà còn gợi lên ký ức trước kia, thứ gì từng thấy qua đều nhớ kỹ, bao gồm chuyện lúc hai, ba tuổi vốn nên sớm quên bây giờ vẫn rõ ràng. 200 danh tướng, 200 danh tướng. Nam môn hướng vinh ngẩn ngơ nhìn càng kinh. Tiểu quái vật này đến từ đâu? Nếu càng Kình như không có sức chiến đấu chỉ tập trung vào mặt chỉ huy chiến tranh, ghi nhớ những người này thì còn hiểu được hưng rõ ràng càng kình là chiến sĩ truy cầu sức chiến đấu cá nhân tuổi như vậy không thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhưng đánh gục vệ bất hoang nổi tiếng xấu xếp hạng 40 trên bản bách chiến chiến sĩ hệ. Nếu nói càng kình không phải là chiến sĩ truy cầu sức chiến đấu cá nhân thì không ai tin tưởng. Càng kình thở hắt ra. Phù. Càng kình ngồi xuống ghế, cười hít mắt nhìn nam môn hướng vinh. Mới rồi càng kình đã nói ra tư liệu 210 danh tướng. Nam môn hướng vinh đâm chiêu nhìn càng kình Tiểu tử này có trí nhớ thật là kinh người, dù gì không thức tỉnh lực lượng huyết mạch sau này không có khả năng sức chiến đấu cá nhân đạt đến đỉnh cao xem ra ta cần nghĩ cách dụ hắn bước lên con đường chỉ huy chiến tranh mới được trí nhớ xuất sắc tuy không phải tất cả tố chất để trở thành danh tướng nhưng ít nhất có thể bồi dưỡng thành tham mưu tác chiến trước tiên nói ra các loại chiến lệ cung cấp tư liệu cho đại tướng chức vụ này có tiền đồ hơn những chiến sĩ bình thường truy cầu sức chiến đấu cá nhân rất nhiều nam môn hướng vinh gật mạnh đầu đúng vậy Chờ tan học phải nhanh chóng tiếp xúc với tiểu tử này, nhìn xem hắn có nhiều tài năng mặt chỉ huy không. Nếu không thì lập tức đi tìm hiệu trưởng, thương lượng sắp xếp càng kình đến hệ chỉ huy bồi dưỡng hắn. Đứng dậy. Các đệ tử trong phòng học cùng đứng lên cúi đầu, hành lễ với lão nhân đứng trên bục giảng. Càng kình buộc phải đứng dậy lần nữa làm theo người khác, rồi ngồi tại chỗ. Càng kình hơi thắc mắc. Nghe nói giảng viên cao đẳng học viện chiến sĩ đều mang theo giáo án dạy học tại sao lão nhân gia này đi tay không? Hôm nay nên dạy khóa tâm lý học quân sự. Âm 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 âm. Âm 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 âm. Phòng học yên tĩnh vang một chuỗi thanh âm âm ý tự như có trăm hòn đá nhỏ rớt xuống mặt bàn phát ra tiếng va chạm giòn vang. Càng kinh nhìn bạn học xung quanh lấy một miếng gỗ vuông từ dưới bàn học lên, bên trên vẽ những lần chỉ giao nhau hợp thành ô vuông nhỏ kỳ lạ. Phía cuối những ô vuông nhỏ có các hạt nhỏ, mỗi một quân cờ khắc những cái tên và các con số khác nhau đây là một loại cờ càng kinh nghi hoặc nhìn bàn cờ và quân cờ trong tay mọi người càng kinh đọc nhiều sách vở đừng nói là cờ lưu hành trong chân sách hoàng triều dù là tại ma tộc thì hắn cũng biết chơi nhưng chưa từng thấy cờ nào kỳ quái như vậy càng kinh lấy bàn cờ giống y vậy từ dưới bàn học có một bình chứa đủ quân cờ và tờ giấy chỉ cách sử dụng có tên là các loại chế độ xây dựng trong quân đội con số đại biểu cho sức chiến đấu khi những quân cờ gom cùng nhau phối hợp nhất định thì con số trên mặt cờ sẽ thay đổi nếu phối hợp binh chủng thích hợp xuất hiện trên địa hình bàn cờ thì con số sẽ liên tục lên cao nếu phối hợp không thích hợp hoặc xuất hiện ở địa hình không thích hợp hoặc bị người bao vây thì sẽ yếu đi ma đạo khí càng kinh loay hoay bàn cờ và quân cờ phát hiện chỉ có minh văn sư mới hơi nhìn hiểu ma pháp minh văn quái dị không ủng là cao đẳng chiến tranh chinh phạt học viện. Càng kình tặc lưỡi. Mấy thứ này gom lại có lẽ một trăm năm cũng không tiêu hao một viên ma hạch của ma thú cấp thấp nhất nhưng chế tạo rất công phu. Rầm. Lão nhân lấy một bàn cờ to từ dưới bàn lên. Bàn cờ to hơn cái của càng kình gấp năm lần. Đám lính mới các ngươi. Lão nhân sáng tay áo, lắc cổ nói. Hôm nay hãy xem ta giết sạch đội của các ngươi. Trên bàn cờ phát ra một luồng sáng luồng sáng dây lát chia thành vô số luồng sáng nối với toàn bộ bàn cờ trong phòng học hình thành mạng nhện kỳ dị. Tất cả quân cờ đều được luồng sáng kết nối. Càng kinh phát hiện có đệ tử chiến sĩ cầm mười mấy quân cờ lên, có đệ tử chỉ lấy mấy chục. Còn bàn cờ của Càng kinh, khi ấn dãy số trên thẻ đệ tử chiến sĩ vào hàng số nhô ra chỗ bàn cờ thì chỉ có bốn quân cờ lóe sáng có thể sử dụng. Bốn mươi hậu cần vận chuyển binh. Càng kinh nhìn bốn quân cờ trong tay, suýt chút bật cười khổ. Một ít vận chuyển binh có thể làm được gì? Trên bàn cờ xuất hiện rậm rạp các điểm sáng với đủ màu sắc, trong đó cũng có điểm sáng cùng màu với bốn quân cờ trong tay càng kình chấp lóe hậu phương đội ngũ. Đây là Càng kình nhanh chóng lật sách giới thiệu, đó không phải loại suy diễn chiến kỳ riêng của chiến tranh chinh phạt học viện, đệ tử và lão sư tự sắm vai quân đội lộ Tây Pháp Hoàng Triều rồi đỏ sức. Căn cứ kết quả chiến đấu nhiều lần để ghi điểm, dựa theo quân công thăng chức hoặc giáng chức. Theo quân chức biến đổi thì quân đội có thể điều động sẽ ngày càng nhiều. Loại chiến kỳ này chẳng những kiểm tra năng lực chỉ huy của đệ tử mà còn có năng lực phối hợp với nhau. Nhiều chiến sĩ hỗ trợ sẽ tự động đến bên trung nhân của họ tập hợp chiến đấu quy mô nhỏ tăng cao năng lực chiến đấu. Càng kình nhanh chóng phát hiện hắn không quen ai trong học viện, chỉ giữ bốn đội hậu cần vận chuyển binh thì làm được gì. Hoắc nhĩ thiết cười nhạt nhìn càng kình nghiêm túc nghiên cứu, đặt 15 quân cờ vào bàn cờ rất nhanh gần trăm đốm sang từ vị trí khác nhau tới gần hoắc nhĩ thiết. Chỉ có bốn đội hậu cần vận chuyển binh. Lợi lợi trác qua cười nhìn bốn điểm sáng trong bàn cờ của càng kình, nói. Lát nữa kiếm người chặn đường đi của hắn để hắn luôn kẹt ở hậu phương cuối cùng nguyên chiến trường, không được điểm thưởng sức chiến đấu, không cho hắn cơ hội được điểm, cũng cô cho hắn cơ hội quen tham chiến. Vậy thì cuối kỳ thi hắn sẽ rất môn học này. Hoắc nhĩ thiết khen ngợi liếc lợi lợi trác qua, Tuy thực lực chiến đấu của đồng bạn huyết mạch hổ mang này không quá mạnh nhưng thủ đoạn độc ác thì hơn hẳn người. Sau này lên chiến trường nhân ma hoắc nhị thiết sẽ cần lợi lợi trác qua hỗ trợ nhiều, giúp gã lập quân công. Bốn đội hầu cần vận chuyển binh. Càng kinh mệt mỏi nhìn binh lực trong tay, bỗng thấy nhớ phần đồ cuồng ca không biết sống chết ra sao trong cổ hoang sa hải. Phần đồ cuồng ca là quân nhân chuyên nghiệp từ nhỏ học chiến thuật chiến lược trong gia tộc, bốn đội hậu cần vận chuyển binh trong tay càng kình và trong tay phần đồ cuồng ca phát huy ra uy lực hoàn toàn là hai khái niệm nên dùng như thế nào càng kinh nhìn địa bàn rộng lớn trước mắt nhẹ gõ bàn trong đầu nhớ lại sách vở khổng lồ đọc trong càng gia trong đó có một quyển sách chiến đấu không có gì đáng khen do người thức tỉnh lực lượng huyết mạch thất bại của càng gia hoàn thành nó rất nhỏ không bắt mắt thậm chí tiền bối chiến sĩ huyết mạch không hề ghi chép chỉ vì trong đó có một tờ khen thưởng kẹp trong quyển gia dê không bắt mắt ghi lại cuộc chiến đấu đó. Đó là thành viên thức tỉnh thất bại của càng gia dẫn đội đi đưa lương kết quả vì sương mù mà lạc đường, xuất hiện ngay trước mặt viện quân phe địch. Khi sương mù tan, đội hậu cần vận chuyển binh nhỏ yếu đó đột nhiên xuất hiện trước mặt đối phương làm phe địch tưởng là mồi phục binh. Đội hậu cần vận chuyển binh không dám nhúc nhích lung tung. Tốc độ kỳ binh ma tộc rất nhanh, nếu chạy trốn càng dễ dàng bị tiêu diệt. Điều đội hậu cần vận chuyển binh có thể làm lạ ở yên tại chỗ chờ đợi cứu viện. Kết quả qua nửa ngày ma tộc mất kiên nhẫn su xu binh xuất kích thăm dò thì bỗng nhiên đội hậu cần vận chuyển binh biến mất. Nhưng vì điều đó làm quân ma tộc trễ nửa ngày giúp quân đội chân sách hoàng triều chiếm được nhiều ít lợi trong cuộc chiến cách đó. Đi thử xem. Càng kình đặt quân cờ lên bàn cờ vạch một đường thẳng, từ tận cùng đại trướng quân doanh đẩy ra. Trên bàn cờ xuất hiện đường ảo từng chút một tiếng tới. Đây là... Lợi lời trác qua bất ngờ nhìn bốn đội hậu cần vận chuyển binh trên bàn cờ của càng kình đang di chuyển với tốc độ nhanh nhất, dường như mục tiêu là phía trước nhất. Ủa? Sao nhanh vậy? Hoắc nhĩ thiết khó hiểu hiểu nhìn lời lời trác qua, tốc độ đội hậu cần vận chuyển binh này quá nhanh. Lúc mới bắt đầu đồ đạc nhiều nên hành động chẳng phải là chậm mà chắc sao? Càng kình muốn làm gì? Lợi lợi trác qua lắc đầu với Hoắc nhĩ thiết. Sức chiến đấu của đội hậu cần vận chuyển binh vốn rất yếu, nhiệm vụ chủ yếu chính là chuyển vận vật tư khi cần thiết thì làm đội dự binh một chút binh lực này đi lên là tìm chết có nói là tự sát không có ý nghĩa gì hơn nữa tốc độ này khóe mắt lời lời trát qua giật giật tốc độ này gần như là khinh trang ra trận chẳng những ném đa số vật tư mà còn lái xe ngựa vận lượng lợi dụng tốc độ sông lên nếu lời lời trát qua nuốt nước miếng nếu đây là chiến tranh thật sự thì quan chỉ huy tiểu đội sẽ bị bắt về chém đầu nhưng bên ta không có thống soái thật sự lão sư cố ý khiến mọi người học phản ứng phối hợp lâm trận thế nên cho càng kình cơ hội chui chỗ trống càng kình một đường lao nhanh đi tốc độ siêu mau trên bàn cờ cũng tính thời gian chẳng qua vài giây tương đương một ngày vì vậy mọi người phải hành động nhanh dùng thời gian mau nhất phán đoán đinh đội hậu cần vận chuyển binh của càng kình mới bò lên một ngọn núi cao đang lợi dụng tầm nhìn rộng rãi thấy một đội quân một đội hậu cần vận chuyển binh không quá lớn đội hậu cần vận chuyển binh cũng đang thẳng tiến đỉnh núi nhưng tốc độ tiến lên rất chậm đang trong trạng thái chở đầy. đây là càng kinh ngẩng ra nhanh chóng quan sát địa hình càng kinh phát hiện một nơi cực tốt chẳng những thích hợp trú đóng bộ đội nếu đội quân lại tiến tới thì nơi này sẽ là hậu phương càng vững chắc nơi thích hợp để chứa lương thảo a à, càng kinh gật gù Nhìn tốc độ di động quân đội của bạn học khác thì bọn họ cách nơi này rất xa, lão sư lợi dụng tình huống chưa biết khiến đội hậu cần vận chuyển binh nhanh chóng chạy đi. Đội hậu cần vận chuyển binh cưỡng ép chạy nhanh trong khi chở đầy đồ, cần trước tiên chuẩn bị cho đại quân phía sau đã có vẻ mệt mỏi. Tuy số đội hậu cần vận chuyển binh khoảng 500 nhưng trị số tổng hợp không cao bằng 4 đội hậu cần vận chuyển binh của Càng Kinh. Cha nó. Trong phòng học yên lặng vang tiếng chửi của lời lợi trác qua. Càng kinh phát hiện đốm sáng xanh cách hắn không xa đột nhiên biến mất. Một bạn học phái thám báo ra nhưng không may khi muốn vượt qua đường nhỏ thăm dò sâu hơn thì bị đối phương xử lý. Phòng ngự quá chặt chẽ. Lợi lợi trác qua nhìn đốm sáng xanh biến mất, liên tục gõ cầm. Trên con đường nhỏ hẻo lánh này có phục binh, chớp mắt giết chết làm chúng ta không thể có tư liệu mình muốn. Nhưng binh lực của lão sư có hạn, rốt cuộc chỗ nào là sơ hở. Hoắc Nhĩ Thiết im lặng nhìn lời lời trác qua, tướng ỷ binh đặt bên cạnh đội của lời lời trác qua. Không biết đội của Càng Kinh có chết chưa? Lợi lợi trác qua khó chịu biểu môi. Đội hậu cần vận chuyển binh của Càng Kinh đi quá nhanh, đã thoát khỏi phạm vi quân đội quan sát, rất có thể toàn quân đều chết. Càng Kinh nhìn vị trí đốm sáng xanh biến mất, lắc đầu. Vị trí của thám báo kia quá thấp, Càng Kinh lợi dụng độ cao ngọn núi thấy thám báo nhưng nó không thấy được hắn. 40 vận chuyển binh nhanh chóng tìm hòn đá trên đỉnh núi định ném. Càng kinh khâm phục ma đạo khí này, chế tạo công này đầy đủ, thậm chí hiện ra hình ma pháp cho hắn mấy lựa chọn, cái này hơi giống vô tận thế giới. Nhưng so với công năng của vô tận thế giới thì bàn cờ ít hơn và không đủ thật. Trong tay mọi người cầm là quân cờ, không có không khí sát phạt trên chiến trường. Càng kinh chuẩn bị, lựa chọn đội ngũ chuẩn bị công kích. Tiểu đội hậu cần vận chuyển binh gồm 40 người tăng số liệu lên một phần, hình như bởi vì sĩ khí và tập kích nên lại tăng một chút, số liệu cao đến 160. Đội vận lương đến gần đỉnh núi không biết có phải vì sắp đến mục đích nên số liệu giảm thấp một nửa, từ 120 biến thành 60. Càng kinh nhìn khoảnh khắc số liệu rớt xuống thì ngón tay không chút lưu tình chọn mệnh lệnh công kích, đẩy quân cờ đội hậu cần vận chuyển binh hướng đội hậu cần vận chuyển binh quân địch. Trong phút chốc hòn đá bay đầy, con số 60 rớt xuống 40. Ngay sau đó, đội hậu cần vận chuyển binh có số điểm 160 tăng lên 163 nhào hướng quân địch. Ủa? Lão sư Nam Môn Hướng Vinh ngồi trên bục giảng đang thẫn thờ chợt hai hàng mày trắng rung lên, mắt lóe tiên ngạc nhiên. Tại sao chỗ này xuất hiện kẻ địch và còn là vận lương binh? Lạ, quá lạ, chỉ có số lượng 40 người. Tại sao tấn công? Không lẽ gần đó có đội hành quân nhanh? vì sao bọn họ chọn chỗ này làm điểm công kích? Theo lý luận quân sự bình thường thì chỗ này sớm đã bị ta chiếm lĩnh, làm sao bọn họ dám mạo hiểm? Là ai nghĩ ra? Cứu hay là không? Xung quanh có bao nhiêu phục binh? Nam Môn Hướng Vinh suy nghĩ trong giây lát, số liệu đội hậu cần vận chuyển binh từ 40 rớt xuống còn 20. Cứu! Bọn họ không có khả năng thật sự phái đại đội tới đây. Nam Môn Hướng Vinh hiểu ngay đây chỉ là một lần mạo hiểm. Nhưng mà, người dám mạo hiểm là kẻ nào? Hơn nữa phái đội hậu cần vận chuyển binh cần vận chuyển quân nhu, loại này không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nam môn hướng vinh thắc mắc, phân tích dây lát, đội khinh kỵ binh nhanh chóng dết lên núi cao. Nhưng bởi vì thời gian nam môn hướng vinh do dự, thắc mắc, suy đoán làm nguyên đội hậu cần vận chuyển binh hoàn toàn biến mất. Thời gian trên bàn cờ nhanh hơn thời gian thực rất nhiều, khinh kỵ binh mới di chuyển thì bên càng kình đã bắt đầu thu dọn chiến trường. Trang bị vũ khí Càng kinh không ngờ đội hậu cần vận chuyển binh vận chuyển quân nhu bị tiêu diệt đang vận trang bị vũ khí. Càng kinh chọn lợi dụng trang bị võ trang cho bốn tiểu đội hậu cần vận chuyển binh, bày các loại cơ nổ trên đỉnh núi. Chạy trốn. Càng kinh không nghĩ hắn có thể thoát, ngay từ khi bắt đầu chiến đấu thì đội của hắn phải chết, chạy trốn chỉ càng chết nhanh. Thế nên trước khi chết giết thêm mấy kẻ địch, đổi điểm là hơn. Kinh kỵ binh 200 người, số liệu chiến đấu cỡ 2.000 đang kinh nhìn khinh kỵ binh từ dưới núi chạy nhanh lên, thở dài thường thường. May mắn là khinh kỵ binh, nếu đổi thành trọng kỵ binh, hoặc trọng trang bộ binh thì rắc rối. 200 khinh kỵ binh nhanh chóng tách ra bốn đội gồm 10 người tản bốn phía điều tra, vì đội hậu cần vận chuyển binh bị tiêu diệt khiến phe mình mất năng lực xem xét vị trí đối thủ. Tìm, phải tìm ra ngay. Nam môn hướng vinh tản bốn tiểu đội kỵ binh ra, tùy tay lệnh mười khinh kỵ binh xuống ngựa lên núi nhặt vật tư đội hậu cần vận chuyển binh bị tiêu diệt kẻ địch chỉ có bốn mươi đội hậu cần vận chuyển binh không thể nào mang đi hết vật tư đinh vị trí ngọn núi mới xảy ra kịch chiến lại lóe sáng mười khinh kỵ binh mặc giáp da nhẹ biến mất đây là không đi nam môn hướng vinh ngạc nhiên nhìn vị trí khinh kỵ binh chết tuy trước sau không hao tổn nhiều người nhưng lão hai lần thua tại đây quan trọng nhất là quan chỉ huy tiểu đội này rốt cuộc là đệ tử nào mang theo đội hậu cần vận chuyển binh biến bọn họ thành cái đinh cắm chặt vào đỉnh núi rõ ràng không có nhiều sức chiến đấu nhưng không theo cách bình thường sau khi thắng liền rời đi mà cố thủ lợi dụng chiếm được trang bị cố thủ khinh kỵ binh tản ra tiếp tục lục tìm bốn phía năm môn hướng vinh hơi nghi ngờ tất cả đội hậu cần vận chuyển binh vẫn ở trên ngọn núi phải chăng có một phần tiếp tục ở đây đợi tạo cơ hội cho một phần binh sĩ khác rút lui khinh kỵ binh nhìn ngọn núi có cơ nổ phòng ngự không thể đánh hạ nó trừ phi triệu tập trọng trang bộ binh hoặc đội ma pháp sư hoặc phái ra chiến sĩ huyết mạch càng mạnh hơn đơn độc đột kích tốc độ hành động của trọng trang bộ binh hoặc đội ma pháp sư hơi chậm nam môn hướng vinh trầm ngâm chợt thấy góc bàn cờ xảy ra hai lần chiến đấu lại lóe sáng vết xuống từ trên núi lén ùa xuống nam môn hướng vinh nghi ngờ con mắt của lão ra vấn đề đội hậu cần vận chuyển binh chọn chủ động công kích. khinh kỵ binh tự động phản kích. 20 vận chuyển binh vừa chạy lên núi vừa quay đầu bắn nổ tiễn, trong thời gian ngắn ngủi lại có mấy khinh kỵ binh ngã trên mặt đất. Không thể đuổi theo. Nam môn hướng vinh vung tay kéo quân cờ ra sau khiến khinh kỵ binh lùi ra chiến trường. Giữa sườn núi bỗng chui ra 10 vận chuyển binh bắn tên từ hai bên. Nam môn hướng vinh liên tục khen, tiểu tử nào đột nhiên chui ra cách chiến đấu chẳng những cho người cảm giác mạo hiểm không quan tâm hậu quả càng toát ra ý chí thích tấn công, cực kỳ thích xông lên. Dù trong tay khống chế đội hậu cần vận chuyển binh vẫn phát tín hiệu khiến quân đội đi tới, đi tới, đi tới. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, dù nam môn hướng vinh chỉ nhìn bàn cờ cũng cảm giác được người chỉ huy tiểu đội tỏ rõ ý muốn công kích. 40 tên vạn chuyển binh tấn công 200 khinh kỵ binh. Miệng nam môn hướng vinh có vị đắng chát. Không ngờ trong số các đệ tử còn có người tính cách khá giống nam môn hướng vinh, thích mạo hiểm, nhưng dục vọng công kích đi tới mạnh hơn lão nhiều. Ít nhất đối diện 200 khinh kỵ binh. Chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lan thở dài, lão sẽ không chọn tấn công, ít nhất vẫn chắc phòng ngự câu giờ chờ quân cứu viện hoặc đầu hang, tất nhiên lúc đầu hàng sẽ tập kích. Kiểu đánh chính diện này. Đinh. Chưa xong. Lần đầu tiên khi nam môn hướng vinh ngược lính mới đột nhiên lên tiếng, các đệ tử trong lớp nghe ra trong giọng nói của lão chất chứa tức giận không cam lòng. Bị chọc giận. Các học viên liếc nhau. Mấy ngày nay mỗi lần đều bị lão sư ngược đến tức giận, ăn không ngon khứ, không ngờ hôm nay có người chọc giận lão sư. Là nhân tài nào từ đâu chui ra, hãy đứng lên cho các huynh đệ xem. Chưa xong, đúng là chưa xong. Còn có thế công lần ba. Khiến người tức giận nhất là thế công đợt 3 là cơ nổ loại lớn từ hai bên đột nhiên xuất hiện bắn vào khinh kỵ binh đã tán loạn vì rút lui. Hơn 100 khinh kỵ binh khi xuống núi chỉ còn 79. Nam Môn Hướng Vinh nhìn con số, thở dài. Hôm nay Nam Môn Hướng Vinh quyết tiêu diệt tiểu đội này. Ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thức tỉnh thiên cực. Nam Môn Hướng Vinh khống chế ma tộc lộ Tây Pháp Hoàng Triều, ma võ sĩ mạnh mẽ sử dụng năng lực bay dây lát đã đến đỉnh núi. Càng kinh thấy đống đỏ sậm gần như màu tím, chưa kịp chỉ huy binh sĩ mới quay về núi sử dụng nổ cơ công kích đống sáng này chợt thấy đỉnh núi toát ra một đoạn sáng rực rỡ. Tiếp theo tiểu đội 40 người biến mất, bao gồm cả đỉnh núi. Đây là sự cường đại của ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thức tỉnh thiên cực. Ở đó, đội ma pháp cấm chú, oanh kích. Mấy đệ tử chiến sĩ hưng phấn gầm lên, đội ma pháp sớm chuẩn bị sẵn sàng từ lâu được chiến xa kéo, có một đội ma pháp rất gần với ngọn núi trước tiên phát động cấm chú. Trong phút chốc trên bàn cờ liên tục nổ luồng sáng đen. Ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương cường đại bởi vì ở mép cấm chú nên không bị tổn thương lớn, nhanh chóng di chuyển sang một bên. Ngay sau đó, trận doanh ma tộc phóng ra một đoàn sáng đỏ, tiểu đội lúc trước phát cấm chú bị hủy diệt. Đội ma pháp chính là như vậy, nếu bị phát hiện thì rất dễ chết ngay. Đội ma pháp phe đệ tử bên này biến mất, đội ma pháp sư ma tộc bị đội ma pháp học viên khác công kích hủy diệt. Phản ứng dây chuyền xuất hiện trên chiến trường. Bàn cờ đang yên tĩnh bởi vì càng kinh dẫn dụ chiến sĩ huyết mạch thiên cực biến thành khắp nơi là chiến trường. Hai bên không phối hợp trận hình, đều là vội vàng tham gia chiến đấu. Càng kinh nhìn chiến tranh hao lệ trên bàn cờ, thở dài. Binh ỉ trong tay càng kinh quá ít, nếu không thì có thể chơi thêm một lúc. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch thiên cực quá mạnh hèn chi chiến sĩ huyết mạch đều truy cầu lực lượng cá nhân mạnh nhất. Một người có khi ở mức nhất định ảnh hưởng chiến tranh, lực lượng đáng sợ biết bao. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ như vậy. Càng kinh cất đi quân cờ u ám, nhìn số điểm tăng lên, liên tục lắc đầu. Vậy thì giá trị tồn tại của chiến sĩ bình thường là gì? Hai bên trực tiếp trót chiến sĩ huyết mạch vào chiến trường đánh một trận là có thể. Ha 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 khinh kỵ binh của ta giết một ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thức tỉnh thiên cực tiếng kêu hưng phấn của lời lời trát qua vang khắp phòng học hấp dẫn các đệ tử hâm mộ nhìn khinh kỵ binh xử lý một ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thức tỉnh thiên cực càng kinh nhanh chóng tìm kiếm trên chiến trường tìm thấy ngay địa điểm xảy ra vụ việc trong lòng cảm thán ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thức tỉnh thiên cực này thật là xui liều tổn hại nặng một chiến sĩ huyết mạch huyết mạch chiến thần thức tỉnh thiên cực bản năng cũng bị trọng thương hai phe không ai có lực lượng chiến đấu vừa lúc bị một đội khinh kỵ binh đi tới giết chết ha 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 càng kình bật cười nói ai đều biết phát ra một kích mấu chốt vật tiêu hao trong chiến tranh đôi khi đem lại tác dụng quyết định thật sự không thể thiếu chiến sĩ bình thường nếu phe nào bỏ chiến sĩ bình thường là tự tìm chết cuộc đại chiến ngươi chết ta sống trên bàn cờ không có khói thuốc súng mở màn rồi lại lặng lẽ kết thúc bởi vì đội của càng kình biến mất nên trước tiên rút khỏi chiến trường, nằm trong đội ngũ bàn quan nhìn hai bên chinh chiến. Càng kình lắc đầu thở dài, cảm thán hắn thật may mắn. Nam môn hướng vinh mạnh hơn tin đồn. Trong hồi ký của càng gia thì Nam môn hướng vinh không chỉ huy đại binh đoàn tác chiến tác chiến bao giờ, thậm chí chưa từng chỉ huy đội quân trên vạn người. Vốn tưởng. Càng kình thở dài. Vốn tưởng vị tướng quân già này chỉ thích hợp chỉ huy mấy nghìn người tác chiến, không ngờ khi chỉ huy đại binh đoàn tác chiến cũng rất xuất sắc. sự thật thì nhìn hai bên rót vào binh lực, tổng binh lực của các họ viên nhiều hơn Nam Môn Hướng Vinh gấp hai. kết quả chiến tranh cuối cùng lại không phải là phe có nhiều sức chiến đấu binh lực thắng. Nam Môn Hướng Vinh chỉ tổn thất một phần sức chiến đấu binh lực tiêu diệt toàn bộ quân đội của các đệ tử. lợi lợi trát qua mệt mỏi dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. hôm nay ngày là thành tích chiến kỳ của mọi người tốt nhất từ khi nhập học đến bây giờ xử lý một phần binh lực của nam môn hướng vinh lão sư. Mệt quá. Hoắc nhĩ thiết mệt mỏi dựa vào lưng ghế, liếc lời lời trát qua vẻ mặt quể oải. Hoắc nhĩ thiết nói. Chưa từng thấy mệt như vậy. Đúng vậy. Lời lời trát qua khẽ cảm thán. Hôm nay dục vọng công kích của lão sư mạnh hơn trước rất nhiều. Ta từ trên bàn cờ cảm giác được chiến ý của lão sư. Rốt cuộc là tại sao? tại sao bất tử quân vương thức tỉnh lực lượng huyết mạch thiên cực xuất hiện ở vị trí đó xuất hiện quá sớm hoắc nhĩ thiết nhún vai vẻ mặt không biết nói thật là kỳ lạ nếu không phải bất tử quân vương xuất hiện quá sớm thì lần này sẽ không đánh loạn như vậy các đệ tử nghe thế cùng gật đầu nếu không phải chiến trường hỗn loạn thì mọi người đã không vội vàng ứng chiến sẽ không có thành tích tốt như vậy toàn bộ đệ tử trong phòng học nhìn khắp nơi muốn biết là bạn học nào buộc nam môn hướng vinh đột nhiên phát động cách chiến đấu quái dị thua nam môn hướng vinh nhìn một phần quân lực bị thiếu khóe môi cong lên nam môn hướng vinh không ngờ bị giám lính mới đánh tan một phần binh lực sao có thể nam môn hướng vinh lại kiểm tra chiến trường mắt nhìn vị trí ngọn núi bị bất tử quân vương đập tan mọi vấn đề bắt đầu từ đây nếu như đây không phải chiến ký mà là chiến tranh thật sự Nam Môn Hướng Vinh hút hút ngụm khí lạnh. Nếu là chiến tranh thật sự thì Nam Môn Hướng Vinh sẽ không biết trước một đội hậu cần vận chuyển binh biến mất, cũng không thể nào phái khinh kỵ binh qua. Nếu là chiến tranh thật sự, 40 vận chuyển binh không trút đi lợi dụng tất cả vật tư làm chuyện gì khác, tuy chỉ có 40 người nhưng. Biểu tình của Nam Môn Hướng Vinh dần khó xem. Nếu Nam Môn Hướng Vinh là quan chỉ huy tiểu đội này sau khi đoạt được mớ vật tư đủ khiến kẻ địch trả giá đắt nằm mơ cũng la đau trong tình huống không ai phát hiện ra. Là ai? Nam Môn Hướng Vinh kìm không được ngẩng đầu nhìn đệ tử khắp lớp. Nam Môn Hướng Vinh hỏi. Mới rồi bốn tiểu đội vứt bỏ quân nhau nhanh chóng hành quân đến trận doanh của ta, kẻ khống chế bốn đội hậu cần vận chuyển binh là ai? Bốn tiểu đội hậu cần vận chuyển binh. Các học viên ngạc nhiên nhìn nhau, có chuyện như vậy. Càng kình giơ tay phải, chậm rãi đứng lên nói. Lão sư, là ta. Lợi lợi trác qua ngồi thẳng người, đôi mắt trắng ngơ ngác nhìn chậm chậm vào càng kình. Dùng đội hậu cần vận chuyển binh theo kiểu hành quân gấp dết vào trận địa địch, cách tìm chết rồi lại thu đến hiệu quả kỳ diệu này là do càng kình nghĩ ra. Người mới, chỉ có hậu cần binh mà dám làm như vậy. Nhiều đệ tử ngạc nhiên nhìn càng kình, trong mắt giận lóe tia kính nể, tán thán bởi vì hành động quái dị nho nhỏ này giúp mọi người lấy được thành tích tốt thật dám nghĩ ngươi vẻ mặt nam môn hướng vinh ngơ ngác nhìn từ từ gật đầu nói lần đầu tiên ngươi chơi chiến kỳ đúng không tại sao chiến đấu như vậy ngươi không biết đó là cao địa chiến lược rất quan trọng sao lần đầu tiên dùng ngón tay càng kình nhẹ vuốt bàn cờ nói ta chỉ có bốn đội hậu cần vận chuyển binh nếu theo sau đội quân cung cấp làm đội dự bị thì hiệu quả không lớn nên muốn đánh cuộc một phen. Ta biết nơi đó là cao địa chiến lược, vốn ta chỉ định quấy rầy quân đội của lão sư một chút, khiến lão sư nghĩ rằng đại quân phe ta đến sau đó điều chỉnh à lì sắp xếp tác chiến. Nam môn hướng vinh liên tục gật đầu, đuôi mày tăng cẩn thận và lạnh lùng nói. Ta biết, ngươi xem nó như chơi cờ đúng không? Nếu 40 quân cờ trong tay ngươi là người sống, bọn họ là bằng hữu của ngươi, là chiến hữu mà ngươi có thể dùng mạng mình đổi cho đối phương sống sót thì ngươi còn mang bọn họ làm chuyện này sao? Giọng một không ép không lớn vang vọng trong phòng học. Các đệ tử chiến sĩ mới khâm phục càng kinh xong mặt chật lạnh, cúi đầu tự hỏi lòng nếu họ ở trên chiến trường thật sự thì có làm như vậy không? Mang theo huynh đệ sinh tử, chiến hữu có thể đổi mạng, biết rõ là chịu chết vẫn khiến bọn họ làm như vậy. Ngón tay càng kình ma sát bàn cờ chật khựng lại, nếu ở trên chiến trường, hắn là dẫn đầu đội hậu cần vận chuyển binh. Tiểu tử, lần đầu tiên sử dụng chiến kỳ sẽ phản ánh tính cách con người chân thật nhất. Nam môn hướng vinh bước xuống bục giảng, đi tới trước mặt can kinh. Nam môn hướng vinh lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ có bốn đội hậu cần vận chuyển binh, lại còn ném đồ đạc đi nhẹ nhàng. Có lẽ ngươi cảm thấy là đang chơi, không có gì nhưng thật ra nó phản ánh trong lòng ngươi không cam tâm, không muốn nhận thua, dù trong hoàn cảnh gì cũng không muốn thua không muốn thua càng kinh lặp lại lời nam môn hướng vinh nói trái tim bỗng rộng mở càng kinh đích thực không thích thua dù không thức tỉnh lực lượng huyết mạch vẫn muốn đi con đường chiến sĩ là vì không muốn thua những kẻ mở ra lực lượng huyết mạch không chịu thua không nhận thua không muốn thua nam môn hướng vinh chậm rãi đi giữa hai hàng bạn học nói đây là suy nghĩ thật trong lòng ngươi gan mạo hiểm chôn sâu trong tiềm thức của ngươi nhưng làm tướng quân quan chỉ huy thì Nam Môn Hướng Vinh xoay người nhìn càng kình, giờ ngón trỏ nhẹ lắc lư, nói: "Ngươi không đủ tư cách. Quân nhân sinh ra vì chiến tranh chứ không phải để mất mạng. Trên chiến trường, ngươi vì chiến tranh đem đến nhiều tác dụng nhưng đã chết, người ta sẽ chỉ nhớ tướng quân sống sót, chủ trì trận chiến tranh này chứ không nhớ đến ngươi. Trong chiến tranh, ngươi dùng tính mạng của thuộc hạ đổi lấy địa vị, công huân, có lẽ người ngoài không thấy nhưng mắt Nam Môn Hướng Vinh bắn ra tia sáng như kiếm bén." ánh mắt có thể đâm xuyên thân người làm càng kình rung lên. Càng kình nhớ đến khí thế như đau như điện của Âu Lập Khắc Lão Sư trong vô tận thế giới. Chiến hữu còn sống bên cạnh ngươi, những quân nhân khác đều thấy, bọn họ sẽ không giúp ngươi nữa. Nam Môn hướng vinh lạnh lùng cười. Quan chỉ huy có nghĩa vụ đánh thắng chiến tranh, nhưng còn có trách nhiệm cố gắng giảm thiểu thương vong cho binh sĩ phe mình. Khi ngươi không xem trọng sinh mạng binh sĩ, chỉ truy cầu thắng bại thì ngươi có khác gì đồ tể. Nơi này là học viện quân sự. Nơi này không phải lò sát sinh. Nam môn hướng vinh liếc mỗi một học viên trong lớp, nói. Nếu có một ngày các ngươi đi ra học viện tiến vào hồng sắc ước khắc, biến thành quan chỉ huy truy cầu thắng bại, hoàn toàn không để ý đến sinh mạng của binh sĩ thì hãy ném bằng tốt nghiệp thần tượng đi. Nếu không thể chấp nhận lý niệm này thì đi học viện khác. Ví dụ như, trên mặt nam môn hướng vinh lộ nụ cười lạnh băng, khinh thường, trào phúng thần đô chiến tranh học viện chuyên gia danh tướng vĩ đại trong phòng học yên tĩnh có thể nghe tiếng hít thở của mỗi người tất cả cúi đầu suy tư lời nam môn hướng vinh nói hiếm khi một nộp chân sách cất đi quạt vẻ mặt kính nể nhìn nam môn hướng vinh ta không thể càng kình bỗng ngẩng đầu nhìn nam môn hướng vinh nhẹ lắc đầu nói nếu mới rồi không phải chiến kỳ mà là chiến tranh chân chính thì ta không làm được nam môn hướng vinh vỗ vai càng kình nói lần sau đừng xem nó như chiến kỳ. Nơi này là chiến trường. Sau chiến tranh chỉ ghi chép người sống sót, đó là cái gọi là danh tướng. Chỉ có chế độ xây dựng còn tồn tại mới trở thành quân đoàn ổi tiếng. Những chế độ xây dựng vì xoay chuyển chiến tranh mà biến mất sẽ bị vô tình quét sạch. Càng kinh cúi đầu, trầm ngâm nhìn bàn cờ. Nếu là thế thì trong tay càng kinh chỉ có bốn đội hậu cần vận chuyển binh, hắn nên làm sao? Ở hậu phương nhìn chiến sĩ khác chém vết trong chiến trường nhân ma không. Càng kinh đột nhiên vụt ngẩng đầu nói. Lão sư, đây chỉ là một chiến kỳ. Nam môn hướng vinh chắp tay sau lưng bước ra ngoài phòng học chân khựng giữa không trung, chậm rãi rụt chân về, xoay người, im lặng nhìn càng kinh. Không khí yên lặng trong phòng học khiến người thấy áp lực. Có đệ tử muốn nhỏ giọng bảo càng kinh hãy xin lỗi lão sư, cảm giác bây giờ thật khiến người khó chịu. Một giây. Hai giây. Năm giây. Mười lăm giây một phút. Nam môn hướng vinh xoay người, chậm rãi cất bước đi ra phòng học. Mọi người cảm thấy tinh thần thả lỏng rồi lại không hoàn toàn, tự như ngực treo tảng đá 100 cân giờ giảm còn 50 cân. Dù lão sư rời đi nhưng ánh mắt im lặng kia như hòn đá nặng nề đè lòng ngực mọi người. Lợi lợi trát qua nhìn bóng lưng càng kình, cười khẽ, lắc đầu. Xem ra càng kình chỉ may mắn, mới rồi làm một ván kia người này không hiểu tinh túy thật sự của chiến kỳ. Bàn cờ chính là chiến trường, danh tướng chân chính là ngồi trong quân đại trướng tuyên bố mệnh lệnh có thể quyết định thắng bại chiến tranh, nó không khác gì với bàn cờ. Một nột chân sách nhìn càng kình lại ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn bàn cờ, đọc sổ tay. Một nột chân sách tặc lưỡi, gật đầu, nói. Đúng là một người tự tin. Tự tin. Mấy đệ tử hỗ trợ một nột chân sách tò mò nhìn gã. Đương nhiên là tự tin. Ngón tay một nột chân sách xuê quạt, nói. Mới rồi Càng Kinh đang nói với lão sư rằng bàn cờ chính là bàn cờ, bởi vì trong bàn cờ tịnh không phải không phải là hắn. Hắn ở trên chiến trường tuyệt đối không phải con số trên quân cờ, có thể tính toán rõ ràng. Thật là một người thú vị. Thú vị, thật thú vị. Nam môn hướng vinh đi trên hành lang ngoài phòng học, vẻ mặt không còn tối tăm, nụ cười vui tươi, mỗi nếp nhăn như nhảy lên thực hiện sai lầm cố ý hy sinh đội nhưng dám khiến đội hậu cần vận chuyển binh vứt bỏ tất cả, nhanh chóng xông lên là đáng khen. Đặc biệt biểu hiện ra ý đi tới, đi tới trong chiến đấu. Nam Môn hướng vinh vung mạnh cánh tay khô quắc, nói Làm tướng quân nếu không biết tiến công thì rắc rối, và câu cuối của hắn, chiến kỳ chính là chiến kỳ. Chật chật. Nam Môn hướng vinh liên tục lắc đầu, nói Thật là tràn ngập tự tin vốn ta chỉ định thương lương với hiệu trưởng đại nhân điều hắn vào hệ chỉ huy nhưng giờ thì phải mãnh liệt yêu cầu tuy chỉ huy có vẻ rất mạo hiểm nhưng nếu trong một quân đội không có quan chỉ huy thích mạo hiểm thì sao quân đội có sức sống một chiến sĩ bình thường xen lẫn trong chiến sĩ huyết mạch có sức chiến đấu cá nhân thì sẽ có tương lai như thế nào nếu hắn cứ giữ trạng thái như vậy nam môn hướng vinh chống cầm nói sẽ có cơ hội khiêu chiến đệ nhất nhân hệ chỉ huy năm nhất Cực hạn thôi binh lưu phái, nha đầu tô mộc bình. Tiền đồ. Càng kinh vuốt hoa văn trên bàn cờ, nói. Nếu có phần đồ cuồng ca chắc sẽ rất xuất sắc. Lợi lợi trác qua tò mò nhìn càng kinh. Nếu lúc trước càng kinh liều vận may thì tư liệu 200 trướng quân lại nên giải thích như thế nào? Không lẽ người này thật sự đọc rất nhiều tư liệu quân sự? Ta cần tìm cách thông báo trong nhà tốn bao nhiêu cũng quyết thu hắn làm hỗ trợ. Một hỗ trợ lợi hại như vậy lợi lợi trác qua đâm chiêu nhìn càng kinh. Chắc sau này trên chiến trường nhân ma sẽ là trợ giúp lớn. Sức chiến đấu cá nhân, tư liệu danh tướng, năng lực ứng biến trên chiến trường. Một nột chân sách nhẹ phải quạt nhìn số điểm mới nãy có được, bây giờ năm người hàng đầu đều là hỗ trợ của hắn, chắc càng kinh sẽ không đánh vỡ trạng thái này. Mười phút nghỉ giải lao qua đi, đến môn phân tích lịch sử chiến tranh đại lục. Càng kinh nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, thường gục gạt đầu. Môn học trong chiến tranh chinh phạt học viện xuất sắc hơn càng kinh tưởng tượng nhiều, nơi này không chỉ dạy cho mọi người biết chiến dịch lớn nổi tiếng mà còn phân tích chiến tranh nhỏ chú ý chiến trường cục bộ. Trên đời này không ai đều có thể làm thống soái thống lĩnh toàn quân, càng nhiều quan quân dẫn theo 10 người, 20 người, thậm chí trăm người, là quan quân tầng chót. Những quan quân này mới là trụ cột cả quân đội ai cũng không dám bảo đảm vào phút mấu chốt trong cuộc chiến những quan quân tận chót này phản ứng tức thời như thế nào, đem đến tác dụng lớn bao nhiêu cho chiến tranh cuối cùng. Suốt buổi sáng càng kình ngồi trong phòng học nghe mỗi một lão sư giảng dạy. Có vài tri thức càng kình từng học, có vài thứ chưa học qua. Dù là thứ từng thấy trong bút ký tiền nhân thì những lão sư chuyên nghiệp tập hợp toàn bộ trí tuệ của họ phân tích tốt hơn bút ký càng gia phân tích. Mỗi lần hướng dẫn nhiều hơn, hoặc đối chiếu với bút ký sẽ được càng nhiều suy luận. Càng kinh đi ra phòng học, không dám tin đây là chiến tranh học viện. Càng kinh còn tưởng các chiến sĩ trong chiến tranh học viện cố gắng tăng đấu khí, đấu kỹ của mình dưới sự giám sát từ các lão sư. Càng kinh cười giễu, ha 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 ha, cũng đúng. Nếu chỉ tăng sức chiến đấu cá nhân thì cần gì đến học viện? Trừ những gia tộc không có tiền ra, đệ tử đại gia tộc hoàn toàn không cần đến đây trong nhà tự tu luyện thực lực cá nhân chưa chắc thua ai. May mắn có chuẩn bị trước, nếu không thì không theo kịp môn học bỏ dở. Càng kinh lấy danh sách bản bách chiến chiến sĩ hệ ra khỏi đấu giới, lật đến trang xếp hạng về bất hoang sau đó nhìn thứ hạng càng cao. Thứ 39 Thứ 38 Thứ 35 Bản bách chiến chiến sĩ hệ cũng có giới hạn khiêu chiến, tối đa chỉ có thể khiêu chiến người hơn mình 10 vị trí. Thế thì Xếp hạng 30 Du hồn quan Càng kinh chớp chớp mắt Vạn may gì thế này Cũng họ linh quan Vậy thì khỏi nhìn tư liệu cũng biết chắc là chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương Chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương năm nhất Cao một thước 89 Cánh tay dài một thước 95 Nặng 100 cân Cảnh giới chiến sĩ tru ma Càng kình dụi mắt liên tục Tru ma Chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương ngưng luyện đấu tâm như vậy xem ra Du Hồn Quang là người đến tuổi thì thức tỉnh lực lượng huyết mạch trong tế đàn, còn rất có thiên phú. Chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương Một trong 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch chân sách hoàng triều, đứng sau ba gia tộc chiến sĩ huyết mạch chung cực. Càng kình nhìn chăm chú vào tư liệu. Chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương của càng gia cùng tuổi với càng kình thậm chí có người chưa ngưng luyện đấu tâm, thế nhưng người này đã ngưng luyện đấu tâm, thiên phú quá tốt. Chỉ xếp hạng 30 càng kinh nhìn thứ hạng càng cao, khó hiểu sờ cầm. 28, 29 chiến sĩ này chưa chắc thực lực mạnh hơn du hồn quan, tại sao gã không đánh? 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch có gia tộc nào không tràn ngập cảm giác vinh diệu với thứ tự? Xếp hạng 90, 80, 70 bản bách chiến chiến sĩ hệ. Càng kinh nhìn thứ bậc mỗi lần thăng cấp của du hồn linh quan, kìm không được bật cười. Người này rất thú vị, mỗi lần đều khiêu chiến người hơn mình 10 hạng, bởi vì không đánh thắng người xếp hạng 20 bản bách chiến chiến sĩ hệ nên tạm thời ngừng ở đây sao? Hệ sức chiến đấu cá nhân, nhất bang năm nhất. Càng kinh ngạc nhiên. Tuy chiến sĩ huyết mạch có sức chiến đấu cá nhân cực mạnh, đến cao đẳng học viện là để mai sau trở thành danh tướng, bình thường sẽ lựa chọn hệ chỉ huy. Đặc biệt chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương thuộc 10 chiến sĩ huyết mạch càng là gia tộc ra danh tướng, tại sao có người vào hệ sức chiến đấu cá nhân? xin hỏi du hồn linh quan có trong lớp này không càng kinh đứng ngoài cửa lớp nhẹ gõ cửa phòng hệ sức chiến đấu cá nhân nhất bang năm nhất trong lòng dân lên niềm hưng phấn từ khi ra đời đến nay lần đầu tiên càng kinh chủ động tìm người khiêu chiến phòng học hệ sức chiến đấu cá nhân nhất bang năm nhất rất lớn vách tường có một tấm bản đen cực to nhưng không viết nhiều chữ đa phần là tranh vẽ động tác hai người khi chiến đấu hoặc động tác một người Tuy những bức tranh không tràn ngập nghệ thuật như tranh của nghệ thuật đại sư nhưng đường nét đơn giản toát ra khí thế sát phạt. Giảng dạy đấu kỹ, giảng dạy vào trận đối địch. Đây là khóa văn hóa của hệ sức chiến đấu cá nhân. Nơi này không có bàn học, chỉ có cái đệm bệnh bằng cỏ, là vị trí chuyên dụng cho tu luyện đấu khí. Hệ sức chiến đấu cá nhân, bỏ các loại học tập chiến thuật, chiến lược thậm chí cờ tín hiệu vân vân, chỉ đơn thuần truy cầu cực độ sức chiến đấu cá nhân. Ai tìm ta? một thanh niên đứng dậy từ trong đám người, hai chân mày vàng dài đâm vào thái dương, cờ bắp ẩn dưới y phục như tùy thời xé rách vải, mắt nhìn càng kinh lóe ti bất ngờ. Càng kinh. Tối hôm qua ta có gặp ngươi, chính là ngươi trọng thương vệ bất hoang. Phòng học yên lặng trong phút chốc giấy lên sao động nho nhỏ. Các chiến sĩ trong lớp cùng đánh giá càng kinh. Đây chính là càng kinh trong tin đồn tại vũ hội được thiên luyện linh quan chiêu lãm hưng từ chối đệ nhất cường giả của học viện đó sao? càng kinh cảm giác bốn phía tập trung vào mình có cảm giác như vào tây sơn trong vô tận thế giới bị vô số ma thú núp sau bụi cây nhìn chằm chằm hệ sức chiến đấu cá nhân đó là một đám điên truy cầu vũ lực cá nhân cực kỳ tôn sùng tín ngưỡng sức mạnh cá nhân vô biên bỗng nhiên thấy người nghe đồn được thiên luyện linh quan chiêu lãm lam hỗ trợ thì có xúc động muốn xông lên so đấu chào ngươi càng kinh nhẹ gật đầu với du hồn linh quan nói ta đến khiêu chiến khiêu chiến. Người trong lớp ngạc nhiên nhìn càng kinh. Tiểu tử này có biết hắn đang làm gì không? Du Hồn Linh Quang chính là chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương, một trong 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch mạnh mẽ của chân sách Hoàng Triều. Một người chỉ là đệ tử năm nhất đã xếp hạng 30 trong bản bách chiến chiến sĩ hệ, chiến sĩ huyết mạch. Đồng rằng nếu Du Hồn Linh Quang muốn thì chiến sĩ xếp thứ 25, 6 trên bản bách chiến chiến sĩ hệ chưa chắc là đối thủ của gã. Một đệ tử chiến sĩ mới đánh thắng vệ bất hoang xếp hạng 40 chẳng lẽ cho rằng hắn vô địch rồi. Trực tiếp khiêu chiến du hồn Linh Quang thứ hạng cao hơn 10 bậc. Du hồn Linh Quang bất ngờ nhìn càng kinh. Từ khi du hồn Linh Quang và bản bách chiến chiến sĩ hệ đến nay chưa có học trưởng nào vì gã nhỏ tuổi mà dám tới khiêu chiến. Vốn tưởng rằng trong chiến tranh chinh phạt học viện mãi khi gã tự tay đánh bại thiên luyện Linh Quang đại ca cũng sẽ không ai dám tuyên bố khiêu chiến. Chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương. Du hồn linh quang hết cầm. Lực lượng huyết mạch tràn ngập vinh diệu, danh tiếng hù tiểu ma bướng bỉnh ngoan ngoãn đi ngủ, thế nhưng bây giờ thật sự xuất hiện người khiêu chiến, hơn nữa còn là người tối hôm qua từ chối thiên luyện linh quang đại ca. Thú vị, thật là thú vị. Trong đầu du hồn linh quang nhớ lại biểu hiện mạnh mẽ của càng kình trong sân nhảy, người gã hưng phấn rung bần bật. Du hồn linh Quang vào chiến tranh chinh phạt học viện là vì đuổi theo bước chân của thiên luyện linh Quang đại ca, Hy vọng có thể đánh nhau nhưng chưa từng có ai đến khiêu chiến Đang lúc du hồn Linh Quang thấy chán thì thật sự có người đến Được Đi đi đi, chúng ta đi lôi đài Du hồn Linh Quang sải bước nhanh ra ngoài cửa Cánh tay tự nhiên vỗ vai càng kinh Du hồn Linh Quang nói Ngươi không đến tìm ta thì hôm nào ta cũng sẽ đi tìm ngươi Ta muốn xem đấu kỹ thánh giai tìm lôi đồn rằng đã thất truyền Càng kinh sửng sốt nhìn du hồn Linh Quang đi song song với mình Người này rất khác với đa số chiến sĩ huyết mạch. Dù là hoắc nhĩ thiết huyết mạch bạo hùng, loại chiến sĩ huyết mạch không tính trong 10 gia tộc hồng lưu chiến bảo thì sâu trong xương có sự kiêu ngạo, lúc đối diện chiến sĩ bình thường luôn cao cao tại thương. Chiến sĩ xuất thân từ gia tộc huyết mạch sư thứ vương, là gia tộc xếp hạng khá cao trong 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch vậy mà cũng có người bình dân đến thế. Đặc biệt tối hôm qua chiến sĩ cùng hệ huyết mạch sư thứ vương biểu hiện khí thế đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, cho người cảm giác khó tới gần. Hôm nay rõ ràng là tranh đấu xếp hạng bản bách chiến chiến sĩ hệ vậy mà Du Hồn Linh Quang biểu hiện thái độ bình thường, xem như là người kỳ dị. Đệ tử chiến sĩ hệ sức chiến đấu cá nhân nhất bang năm nhất ngơ ngác nhìn càng kình, hệ sức chiến đấu cá nhân rời đi. Đám đệ tử chiến sĩ ngay người một lúc sau điên lên chen lấn ra ngoài cửa, sợ chậm một bước sẽ bỏ qua cuộc quyết đấu hấp dẫn nhất. Trong phút chốc cửa phòng chật cứng, khung cửa kêu răng rắc. Bà nội nó, Ai đang chen vậy? Chậm chút sẽ chết sao? Tổ cha nó. Vậy sao ngươi không chậm một chút? Ngươi chậm thì sẽ chết sao? Ai ngạo quá vậy? Chờ ta ra khỏi cửa rồi đấu với ta. Đấu thì đấu. Nhưng phải chờ ta xem xong trận khiêu chiến du hồn linh quan đã, không thì ta sẽ bị phân tâm. Đừng chen lấn, để ta ra ngoài trước. Dựa vào cái gì? Ngươi là cái quái gì? Hơn 10 chiến sĩ chen chúc nhau ra cửa phòng khung cửa trang trí tinh mỹ bị lấn sụp giống như chiến trường sau cuộc đại chiến đám người chiến sĩ hệ này bị gì vậy sao điên cuồng lên đi hỏi xem bạn học kia các ngươi đang làm gì càng kình và du hồn linh quan sắp đánh bản bách chiến tránh ra không rảnh trả lời các ngươi một chiến sĩ hệ sức chiến đấu cá nhân đẩy bạn học ngán đường ra chạy nhanh hướng tới chỗ càng kình từng đi cái gì Càng kinh tối hôm qua mới vào hạng 40 bản bách chiến hôm nay đã khiêu chiến du hồn Linh Quang chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương xếp hạng 30. Hắn điên sao? Đúng vậy. Du hồn Linh Quang chính là chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương. Hắn tưởng du hồn Linh Quang là loại chiến sĩ bình thường như vậy bất hoang sao? Còn chờ gì nữa? Mau đi theo. Trong thời gian ngắn chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện như có bảo quét qua tin tức càng kình khiêu chiến du hồn linh quang chẳng những truyền khắp một nửa chiến sĩ hệ mà thậm chí đệ tử ma pháp sư bên ma pháp hệ cũng có nhiều người biết tin hỏi thăm càng kình đi lôi đài khu vực nào trong thời gian ngắn xung quanh lôi đài bị hơn trăm người vây quanh có người cố ý mang theo hạt dưa các ngươi nói xem ai sẽ thắng cần gì phải nói dĩ nhiên là du hồn linh quang đó là chiến sĩ huyết mạch chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương trong 10 chiến sĩ huyết mạch chân sách Hoàng Triều thì lực lượng huyết mạch chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương xếp hạng dẫn đầu. Chắc không đến nỗi nào. Nghe nói tối hôm qua càng kình dễ dàng đánh bại vệ bất hoang, chưa chắc không có cơ hội liều một phen với du hồn Linh Quang. Thế thì sao? Vệ bất hoang có thể so sánh với du hồn Linh Quang không? Vệ bất hoang chỉ là chiến sĩ bình thường còn du hồn Linh Quang chính là chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương. Ngươi có từng nghe nói trong chiến tranh học viện, ở trạng thái học sinh mới cùng tuổi học năm nhất chiến sĩ huyết mạch thua chiến sĩ bình thường chưa mấy đệ tử chiến sĩ muốn cổ vũ càng kình nghe vậy im lặng như bong bóng xì hơi bất đắc dĩ nhìn nhau chiến sĩ huyết mạch có rất nhiều ưu thế khi đối đầu với chiến sĩ bình thường thức tỉnh lực lượng huyết mạch cường đại mỗi lần thức tỉnh có thể kéo theo chất và lượng tăng nhanh chiến sĩ bình thường cố gắng nửa ngày mới hơi đến gần chiến sĩ huyết mạch thì chỉ cần thức tỉnh một lần là chớp mắt kéo giãn khoảng cách xa cỡ tám con phố. Chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương một trong những lực lượng đỉnh cao nhất trong lực lượng huyết mạch sao có thể thua chiến sĩ trẻ tuổi cùng tuổi. Nếu không phải đột nhiên chui ra chiến sĩ huyết mạch thái thản thì năm nay rất có thể du hồn linh quang là mạnh nhất người mới năm nhất. Mới đây càng kinh đã tìm du hồn linh quang. Hiệu trưởng Isa đứng trên nóc nhà, một chân dơ lên, tay chống cầm, đôi mắt ngập nước chớp lóe ánh mắt ngạc nhiên thanh niên bây giờ làm sao vậy cứ thích đấu với người cao hơn mình mười hãng nếu không có quy tắc này phải chăng sẽ khiêu chiến thẳng với thiên luyện linh quan luôn thời gian ngắn ngủi quanh lôi đài lại tăng mấy chục người đám đông ngoài cùng bỗng sinh ra dao động nhỏ nhiều người tự động tránh ra một con đường càng vô thanh mấy năm nay càng vô thanh là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương càng gia thứ nhất vào chiến tranh chinh phạt học viện làm học sinh càng vô thanh chậm rãi đi qua đám đông, cảm nhận ánh mắt nhìn lên mình, đây là hiệu quả gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực mang đến. Đây chính là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của càng gia. Đúng vậy. Không ngờ hắn cũng đến xem. Thật là tình cờ, các ngươi có phát hiện không? Càng vô thanh và càng kình cùng họ càng. Hừ. Vậy thì sao? Càng vô thanh chính là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, một trong lực lượng huyết mạch cao cấp nhất càng kình chỉ là chiến sĩ bình thường đám học viên chiến sĩ trẻ tuổi xì xầm nói nhỏ ánh mắt ai cũng gần như sùng bái nhìn càng vô thanh người này mới tham gia chiến tranh chinh phạt học viện hiện giờ thậm chí không có trong bản anh tài nhưng mọi người vẫn ngước nhìn gã không ai nghi ngờ càng vô thanh sẽ mãi ở trong bản anh tài không đi lên đây chẳng qua là vì gã chưa đánh vào bản bách chiến chiến sĩ hệ tương lai đối với càng vô thanh chẳng qua là xếp hạng bản bách chiến chiến sĩ hệ có nhiều người đã nói có thể sau này gã sánh ngang với thiên luyện linh quan. Khóe mắt càng kinh liếc qua càng vô thanh đứng dưới lôi đài, mỉm cười. Người xuất thân từ gia tộc một trong ba lực lượng huyết mạch mạnh nhất chân sách hoàng triều vĩnh viễn được người ngước nhìn, đây là nguyên nhân vì sao người càng gia biến càng kiêu ngạo. Càng kinh. Càng vô thanh cảm giác ánh mắt của càng kinh, kẻ răng trích cái tên căm thù. Đêm qua năm nhân này đánh bại người xếp hạng 40 bản bách chiến chiến sĩ hệ, ngay sau đó khiêu chiến người xếp hạng 30. Chắc chắn càng kinh không giống như gia chủ đã nói là xà hoàng bạn hoành cơ lợi dụng thần bí dược tệ, bí pháp minh văn gì đó khiến hắn sinh ra đấu tâm trong thời gian ngắn. Đuôi mày và khóe môi càng vô thanh công lên nụ cười nhạt khinh thường. Càng gia chết tiệt, ta sẽ không nói ra tin tức này cho các ngươi. Phụ thân của ta lập vô số công huân trên chiến trường nhân ma cho càng gia nhưng chỉ vì đấu tâm biến mất các ngươi liền đổi sắc mặt. Càng thần vũ, ngươi hôm nay tự tiện xuất chiến làm trái gia quy, nghĩ tình trước kia ngươi lập nhiều công lao cho càng gia, nghĩ tình vô thanh, thần phong nên phạt ngươi làm chấp sự ngoại đường một năm. Chấp sự ngoại đường Chấp sự ngoại đường Càng vô thanh siết chặt hai nắm tay, mười ngón bấu vào lòng bàn tay, gân xanh thô đen nổi lên mu tay, khí thế nanh tranh. Nếu không phải phụ thân truyền đấu tâm cho ta, nếu phụ thân còn đấu tâm thì càng chiến huyền anh ngươi sẽ làm như vậy sao? Ngực càng vô thanh phập phòng nhìn càng kinh Trong đầu nhớ lại bóng lưng kiêu ngạo Của phụ thân gói hành ly rời đi Lòng càng vô thanh đau đớn vô hạn Mất đi đấu tâm Chỉ sống được ba năm Ba năm Càng vô thanh thở nặng nề Căm hận xen lẫn đấu tâm liên tục kích phát đấu khí Càng chiến huyền dám làm như vậy Chẳng qua cho rằng ta không thể thức tỉnh chung cực Được Ta thắng càng kinh trước sau đó hoàn thành thức tỉnh chung cực ánh mắt giận dữ của càng vô thanh rơi vào người càng kình sen lẫn hâm mộ. Không sai. Chính là hâm mộ. Bởi vì càng kinh thức tỉnh thất bại, hắn có rời khỏi càng gia cũng không bị phạt gì. Càng vô thanh thì khác, người đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương nếu thoát khỏi càng gia thì chỉ có một kết cục, bị truy sát. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của càng gia sẽ phát động truy sát vô cùng vô tận, dù ngươi có núp trong ngực đại ma vương thì có khả năng ngay sau đó bị chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương càng gia giết chết. Nếu như ta không thức tỉnh lực lượng huyết mạch, đôi mắt càng vô thanh mông lung chợt sáng tỏ, lắc mạnh đầu. Không đúng. Không đúng. Sao ta có cách nghĩ như vậy được? Ta là người thức tỉnh chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cao quý, càng kinh chỉ là phế vật không thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Càng gia, ta sẽ không nói cho các ngươi ta phỏng đoán ra đấu tâm của càng kinh. Càng vô thanh ngửa đầu nhìn mây trắng, lạnh lùng cười. Càng kinh phải do tư tử tay đánh bại. Nếu các ngươi biết sẽ gây chuyện với hắn, ta không cho các ngươi cơ hội này. Chiến sĩ trẻ tuổi càng gia thú vị. Hiệu trưởng Isa đứng trên nóc tòa lầu dạy học, mỉm cười ngạc nhiên nhìn bóng lưng càng vô thanh. May mắn lực lượng huyết mạch của ta có thính giác siêu nhạy nếu không thì không biết suy nghĩ của chiến sĩ trẻ tuổi này. Càng kinh ơi càng kinh, tuy ta nghe vài tin đồn ngươi ở càng châu nhưng bây giờ nghe chiến sĩ trẻ tuổi nói vẫn khiến ta ngạc nhiên chạy đến càng gia ở càng châu trước mặt lão già bá đạo càng chiến huyền đánh bại chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi của càng gia hiệu trưởng isa che miệng phát ra một chuỗi tiếng cười như chung ngân nói thú vị rất thú vị chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương được gọi là vô địch vậy mà bị một chiến sĩ bình thường đánh gục vài tên du hồn linh quang hăng hái nhìn càng kình hỏi bạn học càng kinh chuẩn bị xong chưa một câu hỏi bình thường đơn giản lại làm các đệ tử chiến sĩ đứng xem cảm nhận áp lực vô hình trước khi đại chiến đến mọi người tự động ngừng thì thầm suy đoán khắc khẩu tập trung vào lôi đài càng kinh chậm rãi kéo cung tiễn bộ thói quen chiến đấu hình thành từ tứ quý sơn cốc và tây sơn là dù đối mặt địch thủ nào thì tuyệt đối không thể sinh ra khinh thường nếu không trong vô tận thế giới một con dây nhìn như vô hạn có thể bỗng nhiên bùng nổ tốc độ đột kích kinh khủng đâm chết người. Một con ếch trong tay sơn phun nước miếng vào hòn đá có thể ăn mọn đá cứng rắn. Chiến sĩ huyết mạch sư Thứ Vương không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trong chân sách hoàng triều, trở thành một trong mười gia tộc huyết mạch trụ cột chân sách hoàng triều, dù là ma tộc cũng không dám xem thường bọn họ. Vậy được, ta sẽ dốc hết sức. Du hồn Linh Quang hít sâu không khí vào lòng ngực thân thể nhanh chóng trướng to như toàn bộ không khí bốn phía bị hút vào người gã thổi phồng lên chiến thân huyết mạch càng vô thanh biến sắc mặt du hồn linh quang hít mạnh một hơi là giả chẳng qua nương hút khí mở ra lực lượng huyết mạch hình thành uy thế tạo cảm giác gã có khí thế hít cả trời vào đè ép càng kình về mặt khí thế trước nhưng loại thủ đoạn này có hiệu quả với càng kình không càng kình là chiến sĩ quái dị không phục cả càng chiến huyền nhanh còn hơn cả chớp mắt thân thể du hồn linh quang biến đổi lớn, sau lưng vàng hai tiếng răng rắc. Một đôi cánh chim trắng to lớn vươn ra, mái tóc vàng biến thành trắng, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Các chiến sĩ đứng hơi gần lôi đài bản năng lùi lại một bước, trong phút chốc trước mặt họ không còn là du hồn linh quang bình thường hòa đồng mà là ma thú cao đẳng trong rừng rậm bí ẩn, sư thứ vương. Khí thế nuốt trời xen lẫn với chiến thân huyết mạch nhanh chóng biến đổi, nhanh chóng phóng tinh thần lực hình thành khí thế khiến người sợ hãi tật phong chi dực thạch bì phu hai quyển ma pháp liên tục nổ trên người du hồn linh quang Quy lực ma pháp chớp mắt da trên thân thể chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương dưới lôi đài ồ lên kinh ngạc tật phong chi dực tăng tốc độ người sử dụng lên hai phần thạch bì phu tăng sức phòng ngự lên một phần loại quyển trục ma pháp phụ trợ này bị du hồn linh quang dùng hết hai tấm cùng lúc lúc trước gã khiêu chiến với người khác không hề sử dụng quyển trục ma pháp gia cố bản thân trời ạ à, hôm nay du hồn linh quang đối mặt một chiến sĩ huyết mạch bình thường vậy mà sử dụng hai quyển trục ma pháp phụ trợ để tăng sức chiến đấu thật là cẩn thận quá mức nhiều người đồng tình nhìn càng kinh nếu trước khi chiến đấu càng kinh còn giữ một cơ hội mong manh chiến thắng thì bây giờ là con số không chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương không vì đối thủ là chiến sĩ bình thường mà lơ là ngược lại càng tập trung cao độ thắng bại cuộc chiến này đấu tâm cường đại khống chế khí lưu lấy thân thể du hồn linh quang làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán bốn phía, lan rộng, lại lan rộng. Dường như du hồn linh quang muốn giấy lên bảo tố thật sự mới chịu. Tru ma nhất chiến, nhị chiến, tam chiến, ngũ chiến, cửu chiến. Không uổng là chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương thiên tài đứng sau thiên luyện linh quang. Mắt hiệu trưởng y sa sáng ngời, nói. Tuy là tru ma cửu chiến nhưng còn chưa đến đỉnh, vận tốc quay đấu khí ước tính bằng mắt cũng cỡ 11 vạn chuyển, vượt qua giới hạn 10 vạn chuyển. Đây là ưu thế đặc biệt của thiên tài chiến sĩ huyết mạch. Đấu tâm trong người càng kinh như cảm giác bị uy hiếp, tự động vận chuyển. Phục ma nhất chiến, nhị chiến, tam chiến, ngũ chiến, cửu chiến, Tru ma nhất chiến. Nhiều đệ tử chiến sĩ đứng xem thở dài, kém quá xa, Tru ma nhất chiến và cửu chiến chênh lệch quá. Vận tóc quay gì vậy? Tóc dài mềm mại của hiệu trưởng Isa trong khoảnh khắc như bị trúng điện dựng thẳng lên, dao đầu tê dại. Vận tốc quay vượt qua 10 vạn. Thực lực tru ma nhất chiến, vận tốc quay vượt qua 10 vạn. Vận tóc quay mạnh hơn cả tru ma cửu chiến. Hiệu trưởng Isa vỗ mạnh khuôn mặt lớp da co giãn, cảm giác hơi đau nói cho nàng biết dây không phải hắn nghĩ sai, càng kinh thật sự có vận tốc quay trên 10 vạn chuyển. Tinh thần của ta ơi! Hiệu trưởng y sa ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bầu trời, lầm bầm. Người đưa tới cho ta tiểu quái vật gì đây? Lại là thực lực tru ma nhất chiến. Du hồn Linh Quang nghi hoặc nhìn càng kình. Tối hôm qua càng kình cũng sử dụng thực lực tru ma nhất chiến đánh bại tru ma cửu chiến. Thiên luyện đại ca nói chắc hắn có bí pháp đặc biệt trong thời gian cực ngắn bùng nổ thực lực tru ma cửu chiến rồi nhanh chóng che giấu đi, không để người phát hiện. Hết chương 620 cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha